Đam mỹ ngày mai. Tác giả Skip Beat. Người đọc Châu Gia Thiện. Chương 2. Yeah, sao phải xoắn chứ? Đi thôi thầy ơi. Cả lớp bắt đầu làm ồn lên, cho nên thầy giáo phải đập bàn khuyên chúng nó trật tự. Nè các em à, trật tự. Vấn đề ở đây là ta phải góp tiền tổ chức, rồi ai sẽ là cái người đi thuê xe và chọn địa điểm du lịch? Thầy giáo có vẻ mặt lo lắng. Tự nhiên Tú Quân đứng dậy, chỉ vào giường và nói: Dạ, theo em thì chúng ta nên đi Nha Trang hay là đi Hạ Long đi. Viện Dương có mấy căn biệt thự đó đó, với lại nhà của Dương nó có cả một cái kho xe ô tô ạ. Hả? Dương há hốc mồm, nó quay qua kinh hoàng mà nhìn hắn ta. Thiệt hả Dương? Vậy thì tốt quá rồi còn gì. Thầy giáo vui vẻ hỏi. Dạ. Dương đứng dậy. Đúng là như thế ạ, nhưng em chỉ sợ là không đủ thôi ạ. Thôi mà, nè, khao cả lớp này có một chuyến thôi, có sao đâu chứ. Cả lớp này nháo lên, thầy giáo lại phải đập bàn. Dương bối rối. Dương à, nhà của em có đủ xe không? Dạ có ạ. Bao nhiêu cái vậy? Của ai ạ? Thì của em đó. Dạ, có khoảng là 10 chiếc ô tô đua, 8 chiếc mô trần, 9 cái Mercedes, 4 cái BMW, với lại 7 cái xe limo, 6 chiếc xe phân khối lớn, 1 chiếc SH, 3 chiếc LX, 1 con Liberty và 2 chiếc xe 50 chỗ ngồi ạ. Hả? Cả lớp hét to lên, nó té ngựa ra đằng sau khi mà nghe xong. Nhà gì mà lắm xe như thế chứ? Lại còn có một mình của hắn ta nữa chứ? Gọi là không tin được mà. Cả lớp tròn mắt nhìn Dương. Dương nhăn nhó. Nè, làm gì mà nhìn mình như vậy chứ? Vì nhà giàu quá đó. Điên. Các em à, quay lên. Thầy giáo quát nạt. Vậy Dương à, em có thể cho lớp của mình mượn xe 50 chỗ để đi tham quan được không chứ? Dạ, không thành vấn đề ạ. Nhưng mà em chỉ sợ khi tới đó thì mọi người sẽ không cảm thấy được thoải mái như chật chội thôi ạ. Hay là thầy nói với thằng Tú Linh lên Vũ Trường An và Mạnh Quân ấy ạ. Nhà của tụi nó cũng có cái căn biệt thự to hơn lắm ạ. Dừng gãi cái đầu, bò bằng nhếch môi. Dạ, nó nói điều đó thầy ơi. Nhà của tụi em đó hả, chỉ bằng có 1/3 nhà của nó thôi à. Trời đất ơi, cái thằng này tao không ngờ luôn đó. Mày lại có thể kia bỏ cho mọi người như thế hả? Bị dùng quá sức, Dương kết cục cũng đã chịu thua. Dạ được rồi ạ. Em sẽ cho xe đến đón mọi người ở trường học ạ. Miễn sao là mọi người cảm thấy vui vẻ và không chênh là được rồi. Yes sir. Tốt lắm em trai ơi. Cả lớp hét to lên. Rõ là như thế mà. Nè, tụi tao đây không có chơi chứ gì đâu, yên tâm đi ha. Thật là không ngờ ha, mình lại có một thằng bạn giàu sủ luôn, đứt đố đôi dách như thế này. Thôi được rồi, vậy thì nhất trí sẽ đi vào thứ tư cho đến chủ nhật nha. Chuẩn bị quần áo đi. Yeah. Cả lớp nhốn nháo lên, nó vui vẻ cười to. Dương rút điện thoại ra gọi ai mà cứ nói liên toán đầu dây bên kia thì lại vân vân dạ dạ. Đôi khi Dương lại quay sang nhìn lén nó rồi lại cười thầm. Tin tức mà hội lớp 10A1 đi tham quan tuần sau đã lan nhanh ra khắp các lớp khác, và tất nhiên chuyện mà Dương đọc sách cũng đã hấp dẫn không kém. Yến cũng đã nghe qua cái chuyện kể lại. Nghĩ thì chắc chỉ có cái cậu nhóc tên Long mới có thể làm xoay chuyện được Dương như xoay chuyện được thế giới vậy. Trong lòng của Yến bây giờ có một cái cảm giác vô cùng khó chịu, giống như một cái kẻ thất bại. Muốn nó phải biến mất lắm, nhưng mà không được. Ghen. Yến lại bắt đầu cảm thấy khó xử về cái việc kiềm chế cảm xúc của mình ở nơi đông người. Nè, sắp đi tham quan rồi, cho tao nghỉ chứ. Đằng nào thì chẳng thấy xong rồi. Dương thì tí tận, cứ như thằng phận. Nó thì lại bị môi. Mơ hả cưng, học tiếp đi hả. Nè, đừng bao giờ để cho thời gian lấy đi kiến thức của mình. Nhất định là không để cho mày phải mất đi những bài giảng mà tao dùng công lực vào để mà dạy cho mày đâu. Nó nói lơ lửng, Dương cười điệu. Sao hả? Thèm tao quá rồi có phải không? Hay là mày đang quan tâm tới tao?
Dương cố ý nói to lên, mọi người trong căng tin đều đập tức độ dồn ánh mắt về tụi nó. Nó đã ửng mặt đến luôn phàn tay. Nhưng không có phải là vì những con mắt kia, mà chính là vì... Hay là mày quan tâm đến tao, hả? Trợn trừng mắt nhìn Dương, hiểu ý đã vô ý chọc vào cái tổ kiến lửa rồi. Dương lập tức quay phát đi, quát lớn lên. Hay ho gì mà nhìn chứ? Muốn đám cả lũ hả? Cút! Cả đám sợ sệt quay đi, không có dám xăm soi nữa. Dương tí tợn quay lại đối với nó. Nè, tao đã giải tán hết rồi, giờ thì yên tâm mà nói chuyện hả? Không, cút đi. Nó giận tím mặt. Dương quay này nỉ. Thôi mà, đàn ông con trai gì đâu á, mà giận ghê thế chứ. Bọn mày lại là bà hả? Dương nói khích. Nó liền lấy tay véo thẳng cái tay của Dương. Dương lại oai oái lên. Lại một lần nữa, biết bao nhiêu con mắt đổ dồn về cái phía của tụi này. Đồ chết bầm. Thả ra, đau mà. Dương phàn nài. Nó thả tay ra. Tay của Dương đỏ ửng lên. Nó ném cho Dương một câu. Cho mày chết. Nói rồi, nó đi lên trên lớp. Dương đi theo, miệng cứ vẫn lầm bầm. Cái đồ khó ư. Hai tiết đầu trôi qua, Yên cảm tưởng cứ tựa như là địa ngục đối với chính mình. Ưỡng vai xuống đi mua quà cùng với mấy đứa bạn. Mới đến được cái cửa của khăn tin tôi, Yên đang nghe thấy tiếng chi chóe. Sao chứ? Thèm tao quá rồi có phải không hả? Là Dương. Yên vui mừng chạy vụt vào, bỗng khựng lại. Dương không có đi một mình, ngồi bên cạnh còn có một cậu nhóc nữa. Phải nói rằng cậu ta chẳng có đẹp trai hay là mang lại cho con người ta cảm giác bắt mắt gì cả. Đúng là trông rất tri thức nhất trường. Nhưng mà sao trông Dương có vẻ là quá thân mật với cậu nhóc đó qua vậy chứ? Phải chăng cậu ta chính là Long? Không nhầm đâu. Chỉ có cậu ta mới có thể nói ra những cái lời không ai dám nói ra đối với Dương. Lại còn nhéo tai nữa chứ. Thật sự, cậu ta có cái gì mà lại có thể thu hút được một con người lạnh như băng giống như Dương đây? Đến cả Yến đây, một cô tiểu thư nhà giàu, xinh đẹp, học giỏi, có tất cả đầy đủ mọi thứ. Bao nhiêu anh chàng xếp hàng cầu hôn, mà Yến nào có thích vì trái tim người con gái đã trao cho một anh chàng là Dương. Vậy mà không ngờ, Dương lại thẳng tay bỏ rơi Yến để đi theo một thằng con trai sắc đẹp chẳng bằng Yến một tẹo nào cả. Yến cảm thấy khóe mi của mình cay xè, chạy khỏi cái căn tin quái quỷ này mà lòng của Yến se thắt lại. Tại sao Dương lại làm như thế chứ? Dù chỉ là một hình ảnh nhỏ nhoi, khi mà Dương bên người ấy thôi cũng đủ làm cho Yến đau khổ cả cuộc đời. Yến mạnh mẽ cô ngày xưa đâu rồi chứ? Không được, Dương nhất định là của Yến, của một mình Yến mà thôi, không ai có quyền đụng vào. Không được. Thứ tư tuần sau. Nè, chuẩn bị xong chưa? Anh Phòng gọi y ấy. Nó chạy một cái vèo xuống lầu. Đồ ăn, quần áo, tiền đầy đủ cả chứ? Dạ, em mang theo hết rồi. Cũng may cho mày đó, vừa dạng là tay khỏi luôn. Anh Phong cười hiền. Đi dài vô đêm, tao đem mày đến trường, đã muộn rồi đó. Dạ, để em chút đi. Nè, trời, hôm nay lớp 11 lại đi chơi nước kia rồi kìa. Xe có gì Dương xịn quá đi. Đám con gái ở trong trường nhao nhao lên. Yến tò mò đến xem. Dương ngồi trên chiếc ghế đá trường, lấy quạt quạt lia lịa. Mùa đông năm nay nó không lạnh mà lại cực kỳ nóng. Dương một tí lên nhìn đồng hồ, rồi lại lẩm cẩm cái gì đó. Yến nhìn quanh, và cá chắc là cậu nhóc đó chưa có đến. Yến định sẽ chạy ra thì đám bạn của Dương lại chạy lại. Cả một đám con trai làm cho Yến ngại quá. Yến đành phải ngậm ngùi nhìn Dương bằng một cái khoảng cách xa lắm. Mãi đến khi mà tiếng trống trường vang lên, cậu nhóc đó mới xuất hiện. Dương còn nắm chặt lấy tay của cậu ta đưa lên trên xe. Yến bỡ ngỡ, chưa bao giờ Dương nắm lấy tay của một đứa con gái đâu cả. Ấy vậy mà đến rồi đó, xuống đi. Anh về nha, em đi đây. Nè, nhớ là phải đi chơi vui nghe chưa? Với lại nhớ là phải mua quà cho tao đó. Mày mà không mua gì, tao xẻo hàng mày. Anh Phong tinh nghịch đùa. Nó cười chạy vào trong sân trường.
Dương đứng bật dậy khi mà thấy nó. Nè, thế nào thế chứ? Tao đã chờ mày từ 5 giờ sáng đó. Chỉ có hầm mới chờ đến như vậy thôi. Tao về muộn lắm đó. À, thôi, 7 giờ 15 rồi, lên xe đi. Nó thúc giục, Dương không có chần chừ, liền nắm chặt lấy tay của nó. Nó giật mình nhìn Dương. Dương chỉ quay lại cười nhẹ với nó. Nó ngỡ ngàng. Lên trên xe, Dương dắt nó vào hai chỗ trống. Dương đẩy nó vào trong, còn mình thì ngồi bên ngoài. Nó cứ há hốc mồm ra. Ơ nè, tao lại cứ tưởng là mày ngồi dưới đá mặt của tụi mày chứ. Không, tao... Dương ngập ngừng. Tao ngồi với mày, để còn trừ mày nữa chứ. Dương bối rối mãi mới tìm ra được một cái lý do cùn. Nó đứng phắt dậy. Vậy thì tao đổi chỗ. Dương nhanh chóng kéo nó lại. Ơ nè, xe thấp chạy rồi. Nó vừa dứt lời, xe ô tô liền phóng vô đi. Mất đà, nó ngã xuống. Dương vội vã đỡ lấy nó. Giờ đây, nó đang nằm gọn ở trong thân thể của Dương. Khuôn mặt của nó áp sát vào trong lồng ngực của Dương. Nó tròn mắt. Nó có thể cảm nhận được hương thơm từ Dương. Mùi này lạ lắm. Nó có cảm giác dễ chịu. Không có phải là nước hoa. Không phải là xà phòng tắm. Nó dường như là vô vị. Nhưng rồi sao, nó lại cảm thấy bình yên quá. Nó nhắm mắt để tận hưởng. Dương vẫn để nó ở nguyên trên cái tư thế này. Người lạ nhìn vào thì cứ tưởng là chúng nó ôm nhau chứ chẳng phải. Nhận ra mình đây là một cái điều hết sức kỳ quặc. Nó vội đẻ Dương ra. Dương nhìn nó. Mặt của nó bây giờ đỏ âu âu. Nhìn trong ngộ phết. Dương cười thầm. Nó hết mặt lên, lấy cái vẻ tự tin. Hết nó. Cười gì mà cười chứ? Làm như bị điên dược hay sao chứ? À, không. Tại vì tao thấy mày là đúng là trẻ con quá thôi. Dương vẫn cứ bụng miệng mà cười. Nè, mày nghĩ lớn với ai hả? Thì với những người bé hơn tao. Dương vênh mặt lên. Đối với tao hả? Thì mày lại còn bé hơn cả những đứa bé hơn tao đó. Nó cả giả. Mày. Dương giận tím mặt. Bình thường thôi. Không thèm chấp nhất với con nít. Me too. Nó quay mặt ra đường, không có thèm nhìn Dương. Dương cũng quay ra nói chuyện với đám bạn của mình. Thỉnh thoảng cũng liếc một phát cho đỡ nhớ nó. Buổi trưa, đứa nào cũng mệt lừ, lăn xuống ghế ngủ ngon lành. Nó cũng lại không có ngoại lệ, ngủ ngon lành đến lạ. Riêng Dương vẫn là chưa có ngủ. Chẳng những còn hứng thú hơn khi mà cảm thấy nó ngủ. Thấy nó dựa vào cái lớp kính cứng ngắc, Dương kẻ nhức đầu của nó đặt vào trong vai của mình. Dương lấy tay vuốt má của nó rồi cười nhẹ. Ngủ có mất thôi lòng ơi. Dương thở vào, đầu dựa vào trong đầu của nó, yên lành mà ngủ một giấc. Nè, hai tụi nó ngủ say quá, có nên gọi không ta? Nó loang thoảng nghe thấy tiếng gọi đó, đang gọi mình. Sư, có đi mà không gọi đó. Dương khẽ cười mình. Tiếng gọi của một đứa dần to và rõ hơn. Nè, hai đứa tụi mày làm gì? Nằm sát gần nhau thì gì vậy chứ? Cả hai người mở mắt thật là to. Cái gì chứ? Nằm vào nhau ấy hả? Cả hai bừng tỉnh. Ôi trời đất ơi, tại sao lại như thế này đây? Nó thì đang nằm đè lên trên chân của Dương. Dương lúc ngủ lại cúi gầm mặt xuống, cho nên chỉ cách mặt của nó có khoảng 1-3cm mà thôi là có thể hôn rồi. Nó nhanh chóng vùng dậy. Do không có lường trước được hậu quả, lúc mà nó bật dậy, trán lại vô tình đập bóp một cái vào trong cằm của Dương. Dương hét loạn lên. Nó lấy tay ôm lấy cái trán của mình. Cả hai đứa la ẻ oái lên, lẩm bẩm chửi rủa lẫn nhau. Mấy cái thằng bạn thì chạy cả mồ hôi. Chờ cho hai đứa tụi nó cãi xong mới đưa xuống xe. Xuống đến nơi, nhưng mà vẫn không có ngớt phải cãi nhau, làm cho thầy giáo là phải vào can thiệp. Hội của thằng Hưng Trừng, hội thằng Lâm Tặc và hội thằng Thịnh Thình đã toan toan mà chạy đi đến cái bãi biển lúc nào không hay biết. Thầy giáo thì cùng hội với Dương, nó và Minh về biệt thự sắp xếp đồ đạc. Mình và nó chia nhau phòng. Hai đứa nó tất nhiên là dùng phòng ở cạnh nhau rồi. Có gì lại còn có thể giúp đỡ cho nhau. Dương cũng không có phải là vừa chọn ngay cái phòng cạnh phòng của nó. Có gì lại còn tiếp tận nữa chứ.
Mấy cái thằng ở trong lớp chơi chán chê, mê mỏi rồi mới chịu lết hán về. Trong khi đó, cơm nước đã gần xong xuôi hết, mới phát mặt về. Dừng chóng tay gật đầu ở trước cửa. Anh hùng quá hả? Con biết là mấy giờ rồi không chứ? Tối đến nơi rồi, mới về đây à? Khiếp, ông lắm sự quá đi. Tối nay chỉ là ra biển mò cua, mà ốc tí thôi. Thằng Thình Thình, nó phân bua. Lo cơm nước như thế là tốt đó. Tụi tôi đi ra khơi chứ bộ. Nè, bộ cái lộ tôi sổ đó. Các ông đây lằng nhằng quá đi. Dặn cơm hộ tôi cái. Dừng phải tay từng đến một. Quá. Nè, có bộ ngon à nha. Chỉ toàn là sơn hào hay gì mà thôi. Thằng Lâm tặc tắm tắc can, bị là chẹp chẹp. Sao? Thế nào chứ? Thầy nào được không? Thầy giáo chua vẻ đùa. Thằng Hưng Trừng bóp một miếng, bỏ vào trong miệng. Ngon tuyệt vời luôn thầy ơi. Nè, đáng lẽ thầy đây là phải nên làm bếp mới đúng chứ ạ? Hương Trừng thốt lên kinh ngạc. Chuyện thầy của tụi mình mà lại. Thình Thình hất mặt, cái lớp cười xòa. Thầy chỉ vào Dương rồi bảo, nè, em lên gọi Vũ, Quân, Long, Minh, An và lên xuống cơm đi. Dạ. Dương chạy nhanh lên trên tầng, miệng lại hét to gọi mấy cái thằng bạn của mình và Minh. Gọi nó, nhưng rồi không có thấy nó trả lời. Dương gõ nhẹ cửa rồi gọi, nè, xuống cơm đi. Nghe tao nói không hả? Không có tiếng trả lời. Dương bắt đầu lo lắng. Nó sao vậy chứ? Dương khẽ mở nhẹ cái cánh cửa. Căn phòng tối om. Với tay bởi lấy công tắc, Dương tiến lên gần cái chiếc giường ngủ. Nó vẫn cứ bình thường mà. Tại sao nó lại không trả lời chứ? Nè, nè, dậy cơm đi. Dương lay mạnh cái vai của nó, không phản ứng. Dương hơi sợ, Dương cố gắng lay nó dậy, vẫn còn thở. Rõ ràng là cái tư thế nằm cong vuốt như con tôm, chăn gối thì đạp lung tung. Tư thế nằm thì phải gọi là thiên hạ vô địch. Nhưng mà tại sao lại ngủ say như chết ấy nhỉ? Dương cả tiếng đồng hồ, không những là không có gọi được nó, mà lại còn phải gọi cả thầy giáo lên trên giúp. Cả lớp đã tìm đủ mọi cách, nhưng mà không có sao gọi nó dậy được. Chuẩn bị rơi vào cái tình thế hoang mang, đột nhiên Minh từ đầu tới vỗ vai của Dương rồi nói, nè, cho dù có gọi cũng là vô ích thôi. Cái thằng này đó hả, nó bị mắc cái bệnh ngủ dai. Cho dù mày coi nó đến tới tay, nó cũng là không có thèm dậy đâu. Chỉ quả may ra là có phép lạ mà thôi. Minh cười nhè răng, đó, bệnh thì là đùa chứ. Còn nghi hoặc về cái lời nói của thằng bạn mình, hắn ta nhăn nhó, lo lắng thấy rõ trên nét mặt. Thiệt mà, từ hồi còn nhỏ bị mắc cái căn bệnh này rồi mà không chữa khỏi. Mình tỏ ra đùa cợt. Ôi trời đất ơi, làm thoát cái tim luôn. Cứ tưởng nó làm sao đấy chứ. Thôi, tụi mình xuống cơm đi. Xuống chén thôi. Cả lớp rầm rầm kéo nhau đi ăn cơm. Còn mỗi có Dương là không. Nó mắc cái bệnh gì cơ chứ? Có thật là bệnh nó không chữa được hay là không? Vậy có nguy hiểm gì đến tính mạng hay là không chứ? Nó mà có cái bệnh thì hay gì thì chắc Dương này chết mất thôi. Dương ngồi cạnh bên giường của nó. Dương chẳng biết phải làm gì ngoài cái việc ngắm nó ngủ. Một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến cho lòng của Dương xao xuyến, bồi hồi. Còn tim đập nhanh đến lạ thường. Cái cảm giác này đã quá quen thuộc đối với Dương. Nhưng mà tại sao Dương lại cảm thấy cứ như lần đầu tiên biết đến nó vậy chứ? Nhìn nó ngủ ngon lành, Dương lại cảm thấy đôi mắt của nó và mình cũng muốn dí vào nhau. Có lẽ Dương đã bị nó cuốn vào trong giấc ngủ mất thôi. Sức chịu đựng của Dương có hạn. Kết cục thì Dương cũng gục xuống ở bên cạnh nó, ngủ không biết trời đất là gì. Nó cựa mình. Dương giật nảy, liền mở mắt ra. Nó vẫn cứ say ngủ ngon lành. Hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà chẳng thấy có ai lên trên đây để mà gọi Dương với cả nó xuống cơm cả. Dương đắp chăn lại cho nó rồi ra bên ngoài phòng, xuống nhà bếp. Mọi người vẫn là đang ăn. Dương đi vào, cả đám đang nhau nhau lên. Nè, ông tới ngủ đủ chưa? Linh vừa hét lớn lên. Sao biết chứ? Dương kinh ngạc. Tú Linh hất mặt.
Tao lên kêu mày á, thì thấy mày với lại nó cứ ứ ở nhau, chịp ngủ thôi. Linh bận cực mà đùa. Thầy giáo nói chen vào. Linh à, em nói rõ xem ứ ở nhau là sao chứ. Dương vẫn có ngu ngơ, chưa có hiểu cái gì cả. Quân vỗ vai của hắn ta, miệng nhai cả hàm răng ra. À, thì đó, cả lớp trên xe thấy như thế nào thì ở đây y như thế thôi. Nói rồi Quân cười lớn lên, cả lớp ùa theo. Dương đỏ mặt, miệng lắp ba lắp bắp. À, tụi mày nói vậy gì chứ, tao làm sao nào. Nè, ấp úng như thế kia tức là thừa nhận rồi. Trương An trêu. Nè, đây chính là do tao mệt mỏi mới ôm nó chứ, cho đỡ thôi chứ bộ. Nè, tụi bay đừng có tưởng tụi bay nữa. Dương nói xong mặt Quân gầm xuống đỡ ứng. Nè, cho dù đến cái thằng ngu nó lại còn nhận ra mày sao rồi mà còn giấu giếm sao. Miệng tâm đi, cả lớp này đã chứng kiến hết tất cả rồi và cũng đã hiểu hết tất cả sự tình. Mày cứ yên tâm đi, tụi tao đây không nói ra đâu mà sợ. Lâm Tặc nói, mặt lại trở nên nghiêm túc. Thầy à? Dương hướng cái con mắt về phía của thầy giáo. Thầy chỉ kẻ lắc đầu rồi cười hiền. Nè, tình yêu đồng giới cũng là cái thứ tình cảm của con người mà, thầy không có cấm đâu. Ít ra thì thầy đây cũng là người học nhiều hiểu rộng mà. Thầy không kỳ thị sao ạ? Cho đến giờ em lại còn cảm thấy nó sao sao á. Nè, cái việc gì để mà phải kỳ thị chứ. Đồng tính thì cũng là con người mà, cũng cần có được yêu, được chăm sóc, hạnh phúc bên cạnh gia đình. Cho nên chúng ta đây phải nên mở rộng tầm nhìn một chút, thì sẽ cảm thấy đây nó không có phải là một vấn đề đáng lo ngại đâu. Thầy giáo cười hiền, không khí trầm hẳn đi. Cả lớp chìm vào ở trong cái sự lặng im. Căn nhà bỗng trầm lặng. Bỗng từ đâu nó ồ ạt chạy vào, nói lớn. Sao cô gọi tao chứ? Cả lớp giật mình quay lại. Dương nhìn nó nói, có gọi rồi chứ có vậy đâu chứ. Tao có nghe thấy gì đâu. Nè, mày ngủ say như chết á thì để đâu ra mà nghe được chứ. Chém ít thôi hả? Đến một cái tiếng đồng nhỏ xíu thôi tao để còn nghe thấy nữa là nó chống chị. Nhưng mà đâu có phải mình tao gọi chứ, cả lớp nên gọi mày đó. Vậy hả? Thiệt mà, nếu không tin á thì hỏi mọi người đi. Đúng không chứ? Nè, Dương này đó hả, đẹp lắm cơ. Mấy thằng trong lớp lại cứ ẩn ý. Là sao? Nên ngừng ngừng. Không có gì đâu. Cả bọn lại giả bộ không biết gì, rồi lại nhanh nhẹn đẩy nó vào trong bàn ăn, kêu nó ăn. Nó vẫn cứ bình thản và chẳng biết cái câu nói của bọn trong lớp là có ý gì. Dương thì lại thừa biết. Ăn xong, cả lũ định sẽ đi chơi thì bị thầy gọi lại bắt dọn dẹp cổng với rửa bát. Đứa nào cũng quàng lưng lên để mà chống đỡ mọi việc, uể oải làm việc nhà. Trong khi đó, thầy giáo lại cười người xem qua. Đám học sinh làm xong thì thở phào nhẹ nhõm. Xong rồi cả lũ lại kéo nhau ra bên ngoài cái bãi tắm riêng của Dương. Ngồi bên cạnh đống lửa cháy rụi, bọn chúng kể cho nhau nghe biết bao nhiêu là cái chuyện trên trời và dưới biển. Thầy giáo đi ngủ sớm để ngày mai có thể dậy nấu ăn. Trời trở về đêm, các khối khí lạnh khô lại bắt đầu lan tràn vào. Nó co rúm người lại, mặt úp xuống để tránh đi cái lạnh mùa đông. May mắn cho Dương là có mang theo một cái áo khoác. Thấy nó như vậy, Dương thương nó lắm. Nè, mặc vào đi, tao lạnh lắm đó. Thôi không cần đâu, tao có lạnh đâu chứ. Liệu còn chối sao? Răng đập vào nhau liên tục như kiểu cái lạnh trạch như kia. Thôi đi, tao nhờ nhà bây giờ đó. Nó cười trừ rồi đứng dậy chạy nhanh vào trong nhà. Dương nhìn theo lặng lẽ rồi cũng đi theo ngay phía sau. Sáng ngày kế tiếp, cái nóng ẩm lại đổ về. Cả đám rủ nhau đi ra bãi biển tắm riêng của nhà Dương
đứa nào cũng hào hứng, chạy vào trong phòng của mình lấy đồ ra bãi. Thầy giáo chỉ cầm mỗi có cái quyển báo và chai nước, ngồi ở ghế có máy chai độc. Đám học trò đứa nào đứa nấy cũng cởi trần, ở ngực khoe cơ bắp, cơ bụng và cái mức độ trắng ngần của mình. Ai ai cũng nô nước cười giòn tan, chơi đùa với nhau hoặc là nghịch nước. Riêng con nó là lạc loài. Nó mặc đúng cái chiếc áo cộc tay màu trắng, quần bò lửng. Thằng mình vỗ vai cười đùa. Sao chứ? Nè, cởi trần ra cho tao thắm đêm chứ ông tướng. Trời nóng như thế mà mặc kính như vậy sao? Không cởi được đâu. Tao này chính là không thích phơi bày. Với lại trời nắng quá, tao ngại ra ngoài lắm. Thôi thôi thôi, tao hiểu rồi. Đàn ông con trai đàn an gì đâu á, mà cứ như con gái là không bằng. Cái gì chứ? Tốt chứ có làm sao đâu. Nó chống chế, mình xua đuổi. Thôi thôi thôi, ông lằng nhằng quá đi. Kìa kìa, ra cái chỗ của thằng Dương ấy, chúng nó đang chơi đập dưa hấu vui lắm. Ra ngoài mà chơi. Sư, tao không thích đâu. Cứ ngồi đây với thầy là được rồi. Nhưng mà ông đi ngủ rồi mà. Sư, thôi nè, mày đó, cứ như đi chơi với mấy thằng kia là đi, kệ tao. Người ta quan tâm lại mà còn. Mình cầu nhau, xong rồi đứng dậy. Nó lừa mình một cái rõ dài, nhìn quanh. Hội Dương đang chơi đập dưa hấu. Dương đứng vào cái vị trí cầm lấy một cái cây gậy, tiến lên theo cái tiếng hò hét kinh người của đám bạn để có thể dẫn nó đi đúng cái vị trí. Nó quay đi, thả mình xuống cái chiếc võng màu xanh nước biển đậm. Nó một lần nữa chìm vào bên trong giấc ngủ. Đang tiêu nghỉu ở trong giấc mơ, nó lại cảm thấy mặt của mình dính vào giọt nước trượt dài xuống cổ. Nó mở mắt ra, sơ chút nữa đã hét lên vì sợ hãi. Mấy cái thằng quỷ tinh quái của lớp đang vây quanh lấy nó. Thằng Lâm Tặc thì cười gian chưa từng thấy. Nó hỏi nhỏ, chuyện gì vậy chứ? Tao nhớ là mình có dây từ chúng mày đâu. Tính làm gì vậy hả? Không. Tao đây chỉ là muốn cho mày thích nghi một tiếng mà thôi. Thằng Hưng Trường tiếp lời của Lâm Tặc. Nó ngơ ngác. Là sao chứ? Ai đây mà? Đùa tí nào em ơi. Cả đám con trai hồ lớn lên. Rồi bất ngờ nó bị bế sốc lên. Nó vùng vẫy ngờ mình. Mình lúc đấy lại đang vào trong nhà lấy cái quạt. Dương thì vẫn chơi, khăn che mất tay của hắn ta. Cả với cái chỗ của Dương chơi cũng là khá xa so với chỗ của nó. Lũ nghịch quỷ kia bế nó ra biển. Nó hơi rung, nước đã đến ngực rồi. Nhưng mà vẫn cứ cố bế nó ra bên ngoài, mặc cho nó kêu thả xuống. Rồi đột nhiên bọn nó thả một cái xuống biển. Nó hơi sốc, chìm vào trong nước biển. Nó bị nước sặc lên trên mũi, mắt thì bị mũi biển tràn vào, cay xè. Trong khi đó, bọn bạn đã bơi lên tới tận bờ. Nó trồi lên trên mặt nước, vì ra cả một đống nước. Mắt đỏ ầu ầu để tức giận, răng lập cập vào nhau, kêu lên khen két. Tao bảo Linh, thì chúng mày có mà chết. Nó lào bầu lẩm bẩm, giang tay với ra ở trước, đang chuẩn bị cái tư thế bơi. Bỗng nó lại cảm thấy các mạch máu của mình co lại, giật liên hồi. Máu cứ tự như dùng hết vào trong bắp chân. Nó hét lên. Cái đám con trai trên bờ tưởng rằng nó đang dọa tôi, cho nên cứ đứng đấy mà cười. Dương cũng vừa lúc chơi xong cái phần của mình, cởi khăn ra. Điều đầu tiên hắn ta làm là nhìn quanh cái bãi tắm gần đây để mà tìm nó. Chỉ thấy có mỗi mấy cái thằng nghịch quỷ của lớp mình, cho nên Dương lập tức chạy qua hỏi. Nè, tụi mày có thấy Long đâu không chứ? Nè, mày bảo gì cơ? Long đó, Dương ăn hỏi. Thằng Lâm Tặc vỗ vai của Dương, chỉ ra ở cái phía đằng xa. Nó kìa kìa. Đâu chứ? Kìa kìa. Đó, tao không đùa đâu đó. Thôi chết cha rồi, nó đâu rồi chứ? Nè, nó mới dễ bờ bơi vào trong bờ xong đó tiêu rồi. Cái gì chứ? Tụi tao đuổi nó tí thôi ở ngoài biển. Nó, mấy cái thằng nghịch nhất lớp lại bắt đầu ấp úng. Dường như là hiểu hết được mọi chuyện, mặt đó phừng phừng lên, ánh mắt hằn lên những cái tia đỏ dằn nhìn bọn chúng đó. Mấy thằng kia lập tức kẻ co người lại, không chần chừ. Dương lao ra bên ngoài biển, ngụp xuống nước để mà tìm nó. Dương cầu mong sao
đừng có chuyện gì mà xảy ra đối với nó. Dương cầu mong sao đừng có chuyện gì. Sau 2 phút bơi lội, Dương cũng kéo nó được lên trên bờ. Mặt của nó giờ đây trắng bệch, cắt không có còn một giọt máu nào cả. Cả lớp đều đổ xô ra. Thầy giáo yêu cầu tất cả hãy đứng tránh xa nhau để cho nó thở. Dương xúc động dỗ ra mặt của nó, miệng lại không ngớt van xin nó phải tỉnh dậy. Nó không có phản ứng. Dương đành phải ngồi lên trên bụng của nó, đặt hai tay của mình ở trước ngực và nhấn tức là mạnh, thật mạnh. Nó dần nó ông ra nước. Dương chẳng biết phải làm gì nữa. Muốn cứu nó, bắt buộc lại phải làm cái việc này. Nghĩ là làm, Dương dùng cái đôi môi của mình áp chặt vào trong môi của nó, tạo ra không khí và hô hấp. Cả lớp tròn mắt nhìn Dương, ai nấy đều không có dám thở mạnh. Dương cứ cách 2 phút lấy ẩn ngực và tạo hô hấp cho nó. Cuối cùng thì nó cũng ọc ra một đống nước ho sặc sụa. Dương mình quấn lên, bê xốc nó vào trong nhà, rồi lên trên phòng ngủ. Dương nói với người giúp việc mang hộ một cái bột pyjama lên, còn mình thì sẽ mang cái chậu nước nóng và cả khăn tắm lên cho nó. Dương lau khô cái mái tóc của nó, định sẽ với tay cởi lấy chiếc áo khoác ngoài của nó ra. Bỗng Dương giật mình. 1 giây, 2 giây, rồi 3 giây. Thầy ơi, em có chuyện muốn nhờ. Nè, có chuyện gì vậy chứ? Thầy lên đây em nhờ một cái. Sao hả? Dạ, thầy gọi thay đồ giúp cho Long hộ em cái đi. Nó nhỏ. Thầy ạ. Thôi được rồi, ngại gì chứ. Đàn ông này ăn con trai gì đâu mà. Thầy giáo bỏ lên cái câu nói làm cho Dương phát ngượng. Dương đâu có dám cởi đồ cho nó đâu chứ. Ai mà lại làm như thế đối với người mình thích bao giờ. Tính của nó lại vốn thích bảo quản. Nó vẫn chưa có tỉnh. Dương và cả lớp hơi thất vọng. Sáng ngày hôm sau nữa, nó cửa mình, cả lũ gào lên cứ tựa như là vừa thắng một trận lớn. Nó nửa tỉnh nửa mê, đôi môi tái nhợt nhưng vẫn cứ cố cười. Nè, tụi bay đó làm gì vậy chứ? Cả thầy giáo cũng ở đây làm gì vậy hả? Cái đồ ngốc à, cho tụi tao xin lỗi nha. Mà bị chu rút nằm ngoài khả năng dự đoán của tụi tao, cho nên ba thằng nghịch quỷ bỗng lấy ôm chầm lại nó. Nó một mạch cứ tựa như là muốn cho qua nhanh nhanh cái chuyện đáng xấu hổ này. Thôi được rồi, nè, chúng mày làm tao thật ngạt thở quá đó. Xin lỗi nha. Ba thằng quảng loạn tốc độ, cả lớp cười với nhau vui vẻ. Thầy giáo là hài lòng. Nè, em tính lại là tốt rồi, mòn cháu đi. Mấy cái thằng nghịch quỷ này, nó bị thầy mắng cho tay tôi một trận đá đợi rồi đó. Dạ. Nè, ăn đi, Dương nói cho mày đó, phải không Dương? Thịnh thình to mồm que, nó quay qua hỏi, nhưng mà Dương đã chuồn đi từ lúc nào chẳng hay. Nó hơi bối rối. Thiệt gì hả thầy? Ừ, thôi nghiệp, Dương nó thức cả đêm để chăm sóc cho em đó. Cháu nấu á, thì không có cho ai thưởng thức. Nó nói là chỉ cho mỗi mình em ăn thôi. Đi siêu thị á, thì cũng xem xét đồ ăn kỹ lắm. Nấu nhiều cái món để có thể đãi em khi mà tỉnh dậy. Nghe xong, mặt của nó đã ửng lên. Ai có thể ngờ là Dương lại làm những cái chuyện này vì nó chứ. Mọi người sau khi mà nói chuyện với nó được gần 1 tiếng thì về phòng. Còn Minh và nó. Minh à? Hả? Hôm qua ai là người đã cứu tao vậy chứ? Nó ngập ngừng, lúng ta lúng túng khi mà hỏi Minh. Mình nhìn nó với một cái vẻ mặt điệu cán. Mày muốn biết thật sao? Ừ. Là Dương đó. Là Dương sao? Nó nói to. Mình gật đầu. Nó hơi rung lên. Vậy người lên bờ lại giúp tao chứ? Cũng là Dương luôn. Hả? Nó bàng hoàng. Tuy là vậy, vẫn cứ cố gắng mà hỏi. Vậy nó làm gì chứ? À, có làm gì đâu ngoài cái việc là dùng tay ấn mình vào trong người của mày. Mệt quá đi,
và làm ra cái việc mà mày thấy ở trên TV đấy. Mình nói tiếp. À! Nó hét loạn nhà. Mình lấy tay bụm lấy miệng của nó. Nó ôm lấy đầu của mình. Nó như vậy có nghĩa là... Ừ, mày đâu ngu lắm đâu. Mình trả lời thản nhiên. Cái câu nói đó đã khiến cho nó sượng trân. Nó tức tưởi thực sự, gục mặt xuống gối. Nó nhằn nhó rồi nói: Trời đất ơi, nụ hôn đầu đời của tao, tại sao lại vậy chứ? Tại sao lại phải rơi vào tay quán ta? Không được. Thứ hai tuần sau. Hơi, lại đi học rồi, chán quá thầy ơi. Cả lớp 10A1 gào lên. Thầy giáo quýt yêu bọn chúng. Khiếp nè, mới về nhà mà la như thế, con nó như có ngày nghỉ đâu qua rồi chứ. Muốn quay lại đó thì đi đi. Thôi mà thầy. Cả bọn chán nản. Đứa nào đến đây cũng là xì xào âm ỉ, làm cho cả thầy cũng là phải nhập cuộc. Riêng có hai người là im lặng. Từ cái hôm mà nó suýt bị chết đuối cho đến tận bây giờ, cả hai vẫn cứ im lặng, chẳng có nói câu gì với nhau. Những ngày còn lại của ngày nghỉ cứ tựa như là địa ngục đối với hai tụi nó. Nó chẳng có thèm nói chuyện với Dương. Chắc là vẫn còn giận vì cái vụ cướp mất đi nụ hôn đầu đời của mình. Ê, làm sao vậy hả? Dương mở đầu câu chuyện. Nó làm ngơ. Không có gì. Lạnh lùng thế. Hôm nay là thứ hai đó. Đến dạy tao học chứ. Dương biểu môi. Sư, dạy chứ sao không? Lập tức mà sách toán đến nhớ chưa? Tuy là giận, nhưng mà nó vẫn cứ cố gắng nhắc cho Dương học đều. Biết rồi. Ừ. Bài thứ ba này tao đi làm đó nha. Cho nên đến nhà này đợi một tí. Được rồi. Nè, vậy có cần tao đây đeo cho mày đi học không? Dương có mặt hỏi nó. Không, cảm ơn. Nó cười lễ lệ. Vậy thì mấy giờ tan chứ? À, tao đã xin rút gọn thành 4 giờ rồi. Cho nên là học đến 6 giờ là kết thúc rồi. Thôi được rồi, tao sẽ đón mày. Nó im lặng, quay mặt về cái phía của cửa sổ. Dương mà nhìn thấy cái bản mặt của nó bây giờ thì chắc là trời ạ. Nó nghĩ như thế này nè. Không trả lời, có nghĩa là đồng ý ư? Dương cũng hiểu cái câu trả lời của nó, cho nên từ giờ học cho đến giờ, nó cứ cười suốt mà thôi. Hết giờ học, nó lầm lũi đi về. Dương cũng đi theo. Hôm nay sao lạ ghê. Xe máy ô tô thì không đi, Dương lại chọn ngay cái xe đạp cào cào màu đen. Mà để đi mới kinh chứ lại. Nó lại cảm thấy Dương cứ đi theo mình. Nó mới quay lại mà hỏi: Ờ nè, mày cũng đường sao? Ừ. Nhà của tao đầy đường để mà đi mà. Ochamashimasu. Có nghĩa là tôi sẽ tạo ra một cái sự phiền toái cho mình. Nó thở dài não ruột gan về cái kiểu chẳng hứng thú gì khi mà bên cạnh của mình có một kẻ đáng ghét cả. Ờ nè, tiếng Nhật sao? Ừ, thì sao chứ? Kinh nha. Mày trông tội như thế mà cũng biết đấy. Tinh vi. Nó hư cho một cái rồi cố phóng đi cực nhanh. Đến ngõ của nhà nó, nó quẹo sang. Dương đi thẳng nhưng vẫn cứ cố nói to lên: Sayonara, tạm biệt. Bacana, ngu ngốc. Long ơi, chị nhớ em quá đi. Chị Trang từ đầu lao ra ôm chầm lấy nó. Nó hậu hụt. Chị à, em ngộp thở. Chị Trang à, ngộp thở lòng đó. Tiếng hát đó cất lên làm cho tất cả mọi người ở trong quán giật mình. Quay ra xem ai mà lớn tiếng đến như vậy. Nó bàng hoàng, lại chính là Dương. Tại sao nó đi đến đâu, cái thằng nhóc này đều có mặt ở đó không biết chứ? Phải chăng là hắn ta đang theo dõi nó? Nè, làm vậy này gì hả Dương? Mấy tuần này lòng nó đi đầu tay, có thấy mày xí xớ đến chỗ của chị đâu. Chị Trang làm ra cái bộ mặt giận, nhưng không thèm quan tâm, lướt phe một cái qua mặt của chị Trang, vội lên vai của nó. Trong khi đó thì lời của chị Trang nói không sai một ly một tí nào cả. Ờ, nè, mày có sao không? Nè, mày làm gì đây vậy chứ? Thì tao tới coi mày làm. Vậy thì về đi. Tao không trả đến mày cho mày nhìn lúc nào đâu.
Vậy thì tao nhắm mắt lại, không nhìn nữa. Mày, à mà tùy thôi, tao không quan tâm. Được thôi, nè, làm nhanh lên nha, em yêu. Anh chạy bên kia kìa. Cái thằng này, nó đã ứng mặt. Chị Trang đứng ở đây chứng kiến toàn bộ, bắt đầu có sự hoài nghi đổ dồn về phía hai đứa của chị. Dương chưa bao giờ quan tâm ai sâu sắc đến như thế. Chẳng có lẽ Valentine sắp đến, cả trường Hoàng Văn Thụ Hà Nội náo nức chờ đợi, ai cũng đua nhau đi mua sô-cô-la. Dương ơi, Valentine sắp đến rồi. Trời anh ơi, đau đầu quá đi mất thôi. Thôi kệ đi. Ha, nè, vậy tức là không định tặng quà cho em Long à? Mày định tặng gì chứ? Chưa có nghĩ ra. Chào cô ơi, sô-cô-la ấy, cho tình cảm vô. Xoàn quá đi. Sô-cô-la không thôi thì là quá bình thường rồi. À thôi được rồi, tao sẽ lập tức nghĩ ra một món quà xem sao. Thôi được rồi, tao sẽ chờ cái điều bất ngờ từ mày đó. À, Long nè. Nè, chuyện gì mày mà chạy kinh tế như thế? Chỉ còn có 5 ngày nữa là bệnh thai rồi đấy. Thì sao nào? À, nè, mày không dự định tặng quà cho cô nào à? Hỏi thừa, làm gì có ai để mà tặng chứ. Mày tẻ thiệt đó. Thế là lại có phải lên thai buồn rồi. À đã tặng quà. Tao á? Ừ, tao có người tặng rồi. À vậy chứ, dù chứ còn ai, ngạc nhiên không? À, nè, mày với nó yêu nhau rồi à? À không, chỉ là mới tin thích nhau thôi, chứ chưa có gì hết á. Cái thằng này láo quá nhỉ, vô vô con nhà người ta lại bắt đầu ngựa đầu hấu đá đây. Thôi được rồi, tao sẽ lập tức tìm cách thông cả bánh xe. Tao thách mày đấy. Hôm thứ ba, lịch học thêm tiếng Anh của nó tại nhà của Dương cũng đã gần đến rồi. Nó phóng xe băng qua rất là nhiều ngõ sớm mới đến được nhà của Dương, bấm chuông hai lần, căn nhà vẫn cứ im ắng. Cố chờ tìm 2 phút nữa vẫn là chưa có ai ra. Nó bấm chuông cái lần nữa vẫn là im lặng. Nó nổi quạo, đang định sẽ bấm thêm một phát nữa thì có một cái giọng nói oang oang. Nè, cái thằng đi rồi bấm quên nhầm suốt thế hả? Mặt của nó đã bừng lên. Dương đi ra lan can ngó. Ôi trời ạ, à, nhà mặt phố thì chứ, lấy còn nói như thế làm cho người đi đường cứ tưởng và nhìn nó cứ tựa như thế nó chính là cái người vô duyên không bằng. Dương xuống mở cửa cười khì khì. À, nè, xin lỗi nha, tao đã quên bảng mắt về học rồi, vào đi. Nó dắt chiếc xe vào trong cổng. Dương lao lên phòng trước nó, nó theo sau, mở cái cánh cửa ra. Nó sững lại. À, mày, nè, giấy đâu ra mà nhiều thế chứ? Dương vẫn cứ cầm của nhà cái đống giấy vụn bay tứ tung ở trong phòng. Nó cua xuống nhà cùng. À, nè, tao có giấy mà, cần nhiều giấy lắm. Hay nha, thế làm việc gì? Nè, không phải việc của mày đâu, đừng có động vô. Tao mà thèm à, nhanh lên còn học nữa đó. Dương vứt hết mấy cái đống giấy vào trong thùng rác, rồi chộm lên trên ghế. À, Long nè, Valentine này mày thích tặng gì chứ? Tao không thích gì cả. Thiệt chứ? Cũng chưa chắc nữa. Chỉ là tao chưa nghĩ ra mà thôi. À, nè, vậy có nghĩa là chưa xác định à? Ừ. Thôi được rồi, hỏi sao thì học nhau đi ông tướng à? Nó thúc giục Dương. Thôi được rồi. Hôm nay chính là cái ngày cận kề với Valentine, cho nên nhà trường tổ chức cho một buổi giao lưu các lớp ở trong trường, kéo dài vẹn vẹn 45 phút. Cả lớp của nó cười ồ. Cái sự kiện này sẽ diễn ra đúng vào cái ngày Valentine. Dương quay sang hỏi đó. À, nè, mày thích người khác tặng quà không chứ? Cũng như trường hợp thôi. Là sao? Thì chọn đúng thời điểm, chọn đúng cái món quà, không quá màu mè là tao thích thôi. Tao biết ngay mà. Dương cười điệu rồi nói nhỏ. À, cái gì chứ? À, không không. 14 tháng 2 đã đến. Trong cặp của ai cũng có một cái hộp quà hoặc là một thanh sô-cô-la, trừ nó và Dương. Dương tuy là không có cái gì đặc biệt cho nó,
nhưng rồi lại có một cái món quà rất là dễ thương. Chàng biết đây là cái gì đây ta? Các bạn ơi, hôm nay là ngày Valentine, chúng ta đã rất hứng khởi để chờ mong ngày này, có phải không ạ? Giờ ngay bây giờ, không để cho các bạn chờ đợi lâu, lễ hội Valentine chính thức bắt đầu. Bản nhạc nhẹ nhàng nổi lên. Những ai muốn có cái sự bất ngờ với người yêu của mình thì lên trên khán đài để nói ra lời yêu thương. Dường chưa có điền mà đi làm các việc đó. Đối với nó, cái sự kiện này thật điên rồ. Mọi người trong trường đang đổ dồn cái ánh mắt về phía ở khán đài để xem hai đôi uyên ương đang tỏ tình với nhau. Nó thầm ghen tị với họ và ước gì mình cũng được như vậy thì hay biết mấy đây. Nó đỏ bừng mặt khi rồi nghĩ ngay đến cái người tỏ tình với mình là hắn ta. Nó không có tham gia, nhưng rồi lại ngồi yên một chỗ để đọc sách. Dương Lục Cập cầm lấy một cái hộp quà vừa cỡ ra, miệng cười tươi. Mấy cái thằng học sinh lớp 11 Thái Dương lần đầu tiên mang quà tặng đến trường. Vì từ trước cho đến giờ, toàn là các cô gái tặng cho Dương, chứ chưa bao giờ Dương tặng cho ai cả. Chúng mới đi theo Dương. Đến chỗ của nó, Dương cười nói. Ồ, chậm quá ta. Ờ, Kim tao hả? Ừ, thì có chuyện mới gặp chứ. Chuyện gì? Đông người quá đi. À, không sao đâu. Nè, mọi người đang xem cơ mà. Vậy có chuyện gì chứ? Nè, mày đó, có muốn có một đứa không chứ? Ừ, nếu mà có thật, tao sẽ ước đó. Vậy tặng mày nè. Dương chia ra một cái hộp quà. Nó tò mò. Tặng tao thiệt hả? Ừ. Trong này có gì vậy chứ? Hạt giấy. Hạt giấy sao? Ừ, tao đã học cái cách gấp suốt trong 5 ngày 4 đêm đó. Một con ngày hạt đâu một ngày nữa. Dương cười nhẹ. Nó thấy lòng của mình khẽ dao động, rồi cúi gằm mặt xuống cuốn sách, miệng khẽ lí nhí. À, cảm ơn mày nha. Nó giơ tay ra đón nhận và nhận lấy cái món quà chính tay cô Dương dành tặng cho mình. Cười bẽn lẽn giống như con gái thật. Mặt đỏ phừng phừng vì vừa lần đầu tiên được người khác tặng quà, lại vừa bị lấn áp lý trí về cái khuôn mặt thiên thần kia. Nè, mày nhận là tao vui rồi. Cảm ơn em. Dương vui vẻ thấy rõ, bỗng có tiếng hét lớn lên. Mọi người ơi, mọi người ơi, Dương tặng quà nè. Cái gì chứ? Cả trường vừa nghe thấy, đổ dùng ánh mắt về phía của hai đứa, bất ngờ. Cả hai đã bị té nhào. Thật không ngờ cái tin này, nó lại còn sốt dẻo hơn cả hai người đứng ở trên sân khấu đang thọ thẹn to tình kia. Nè nè, chị bảnh cái coi. Đi ra, để tao coi. Đó. Tụi mày muốn chết à? Đi ra. Dương gào lên, mấy cái đứa gần đấy co rúm vào. Thằng nào vừa đó chứ, hả? À, không phải em ạ, là thằng kia kìa, quỷ đó đó. Một đứa trong trường chỉ thẳng vào cái mấy thằng lớp 11 lúc nãy đi theo Dương. À, dạ em. Chúng mày dám sao? Mấy thằng chó cổ. Những cái tia vàng đỏ ở trong mắt của Dương lại bắt đầu xuất hiện, cộng thêm với các gân cốt ở cổ và tay cũng nổi lên. Biết là thế nào Dương cũng gây ra cái chuyện lớn, cho nên nó lập tức vô ngăn lại. À, thôi ngay đi. Đây chính là trường học, không phải là võ đài mà đánh nhau đâu. Không phải chuyện của mày. Cái thằng lớp 11 lúc này quát lớn nó. Dương trừng mắt lên, nhanh như chớp. Cái nắm đấm của Dương đã vẽ một cú vào trong mặt của thằng lúc này. Hắn ta điên dại đấm thêm vài cái cú nữa, coi như là cảnh cáo cái thằng lớp trên cho biết mặt. Mày chậm quát nữa, chồng trăm năm nữa đi. Cái thằng lớp 11 sợ sệt cúi mặt xuống, nhưng mà vẫn không quên ném cho nó một cái lườm. Ở trong trường này, ai mà chẳng biết là tụi lớp 10, 12, từ con trai cho đến con gái, cũng đã được thích Dương vì cái nụ cười hút hồn của hắn ta. Nó thấy cái chuyện này thật là phi lý, mặc kệ là mọi người giùm ngõ, nó bỏ đi, hộp quà của Dương tặng cũng đã không có cầm theo. Dương vội vã chụp lấy cái gói quà chạy theo nó, miệng không ngất năn nỉ nó xin lỗi,
nó vẫn cứ thờ ơ. Nè, món quà này cậu định tặng cho ai vậy chứ? Cái này hả? Tự tới làm đó. Tặng cho Dương có đúng không? Nè, biết nó sao vậy chứ? Rồi đây Dương có liệu có nhận không mới chỉ là vấn đề chứ. Mày yên tâm đi, chắc chắn là được mà. Nè, cậu đó, đừng có tin tưởng gì tới quá chứ. Khỏi đi ha. Nè, chờ cho cái đồ này xong, cậu chỉ việc lên trên gọi tên của Dương là được liền à? Tự tin lên nào. Tớ chắc chắn là được mà. Mọi người ơi, mọi người ơi, Dương tặng quà nè. Dương tặng quà sao chứ? À vậy ta? Yến Nhũ Tâm chạy theo cái dòng người. Ở trong lòng của Yến có một chút gì đó gợn nôm na là ghen tuông. Ghen với cái người mà được Dương tặng ấy. Bỗng có cái tiếng bóp khá to vang lên. Biết là có chuyện chẳng hay, Yến lại cố gắng chen lên trên hàng đầu để có thể can ngăn Dương. Sau một hồi chen lớn, cuối cùng Yến cũng đã chen được lên. Dương vẫn là đang ở đấy. Yến định sẽ chạy ra khuyên, nhưng mà hình ảnh đập vào trong mắt của Yến bây giờ thật sự chính là người mà Dương tặng quà. Chính là Long sao chứ? Người đã hẳn là Long rồi, không ai khác, lớp trưởng 10A1. Dương bỏ chạy đuổi theo Long, miệng không ngớt nói cái câu xin lỗi. Dương chưa bao giờ nói với một người con gái dịu dàng và thành khẩn đến như thế cơ mà. Lời xin lỗi sao? Các cô gái cho dù có nằm mơ, Dương cũng không bao giờ nói lên cái từ đó. Ấy vậy mà giờ đây Dương lại nói với một cậu nhóc một cách thật dễ dàng như vậy ư? Chẳng lẽ Dương lại có tình cảm vượt mức bạn bè với Long ư? Một giây, hai giây, rồi ba giây. Bộp, bộp, bộp. Hộp quà kia rơi lăn lóc xuống đất, kèm theo đó là những giọt nước mắt trong suốt. Yến nhòa lệ, ngồi chồm xuống đất. Nàng ta gục mặt xuống đầu gối, vai rung lên. Yến không có phải là lần đầu tiên khóc cho mối tình đơn phương của mình. Nhưng rồi tại sao Dương ngày nào cũng làm cho trái tim của Yến đau khổ đến như thế đi? Lúc nào cũng lòng, lúc nào cũng lòng tôi. Lòng, lòng, lòng. Lúc nào cũng lòng mà không cảm thấy chán à? Đã, đưa ra đã. Không thì sao nào? Nó là lùng trả lời. Nè, tha lỗi cho tao đi mày, giận gì dài thế chứ? Tao không có giận mày đâu. Dù sao cũng là cảm ơn mày đã đưa lời cho tao. Nó nói, nhưng mà cứ tiếp tục đi. Giãn khoan đã. Mày cho nhân quần của tao mà. Dương đứng lại, thở hổn hển, nó giật mình. Rồi quay lại cái chỗ của Dương. Dương nắm lấy cái bàn tay của nó, đặt hộp quà vào. Nó vừa rụt tay lại. Cảm ơn nha. Không có mày nhắc thì chắc tao đã quên rồi. Hết chuyện, tao đi. Nói rồi, nó quay đầu bỏ lại mình Dương. Dương dù cho mệt vì đuổi theo nó, nhưng mà cũng rất vui vì nó đã chấp những cái món quà mà mình tặng. Về đến nhà, nó mệt bở cả hơi. Một ngày bình lặng cuối cùng cũng đã trôi qua. Nó phải tận hưởng cái món quà mà Thượng Đế đã ban cho nó vào tối nay mới được. À, nói đến cái món quà nó mới nhớ, sáng hôm nay Dương có tặng cho nó một hộp quà. Nó lấy từ trong cặp ra, từ từ mở ra cái gói hộp. Nó choáng váng. 1.000 con hạt giấy thực sự. 1.000 con hạt giấy được gấp rất đẹp và đủ các màu. Kèm theo đó là một tờ giấy nhỏ. Nó mở ra đọc. Nè, tao đã cài dây chỉ vào từng con một cho mày rồi, để có thể dễ trao lên được đó. Hãy ước một điều thúc đẹp nhất dành cho mày đi. Phù, đúng đây thằng ngốc mà. Hắn ta tin là ở trên đời này có cái sự thực này hay sao chứ? Nhưng nói thì nói như thế thôi, chứ thực ra nó cũng tin vào cái chuyện này. Chứ có phải vừa đâu chứ? Nó nhìn lên trên trần nhà của mình. Rõ là làm gì có cái cột nào để mà treo đâu, mà còn mắc chỉ vào làm gì thế không biết. Nó thán cười nhẹ. Có lẽ ngày mai phải đưa một cái gì đó để treo một ngày con hàng này thôi. Sáng ngày hôm sau, Long ơi là Long. Mình từ đầu chạy ào ra, cái loạn cái lên.
Làm sao chứ? Nè, nguyên cả một cái trường này đang đồn bằng cái chuyện gì mày với thằng Dương vào ngày hôm qua rồi đó. Ô trời, tao lại còn tưởng đâu là cái chuyện vừa to tát nữa chứ. Mà cái gì? Mày nói lại xem nào. Đô Quảng hốt quay lại, vẻ mặt thờ ơ biến mất đi. Đủ thằng ngu. Thì ngày hôm qua đó đang có chuyện rồi nè. Họ nói thế nào về chúng ta chứ? Trời ạ, chúng ta nói là, nó nói là Dương có tình cảm đặc biệt với mày đó. Hả? Nè, mày hâm dọa tao hả? Đùa gì phải thôi chứ ông nội. Biết là thế rồi, nhưng mà tụi nó lầm ngố à? Đứng ở ngoài hành lang đang làm gì đấy chứ? Tiếng của Dương đang nghêu ngào, làm cho mấy cái bọn đứng gần đấy đã bắt đầu chú ý. Nó giật nảy mình, hình nào cũng bị mọi người xăm soi, cho nên nó chạy đi cho chắc ăn. Vù một cái, cái thằng kia, bà không nghe tao hỏi à? Đứng lại! Nó như cắm cổ mà chạy. Dương chạy theo cùng với nó vào trong lớp. Lại một lần nữa, mọi cái con mắt đổ dồn về phía của hai đứa nó. Nó cắm cúi đầu đi vào chỗ Dương tươi tỉnh cho cái lớp. Kể từ bây giờ, mày và tôi giữ khoảng cách là 7 mét đó. Nó tuyên bố thẳng thừng đối với Dương. Mày nói cái khỉ gì thế? Dương ngạc nhiên trước quyết định táo bạo của nó. Bỗng như từ trên trời rơi xuống cái quy định đó là sao chứ? Điều đó đã khiến cho hắn ta chau mày, nhăn nhúm không chấp nhận. Nè, mày không thấy là cả cái trường này đang đổ ầm lên về cái chuyện của ngày hôm qua thì sao nào? Dương tỉnh bự, nó lại càng sôi máu hơn. Tao chỉ là muốn có giải pháp cho cái chuyện này đó. Tốt nhất là mày phải nên làm theo lời của tao đi. Tao không muốn bị người khác nhìn kỳ gì đâu. Nó nói rất lưu loát và đến độ là không có cần phải để ý đến thái độ của Dương. Nó đâu biết rằng từng câu nói vừa nãy mà nó nói ra cứ tựa như một cái con dao nhọn đâm sâu vào trong lòng ngực của Dương. Dương hiểu nó là người như thế nào, nhưng mà nó đâu có cái quyền đặt ra cái luật lệ này chứ. Dương quay mặt đi như thế là cố ý để mà tránh ánh mắt hạt dẻ của nó, lạnh lùng trả lời, nhưng mà trong đó vẫn có cái sự thất vọng và buồn tủi. Nếu mày muốn, tao đồng ý thôi. Không nói gì thêm. Lần đầu thấy Dương trầm lặng đến như vậy. Nghe thường thì sôi nổi lắm mà, chỉ vì một cái câu nói của nó khi nãy mà cả năm tiết học Dương không có hé nửa lời. Trong lúc đó thì nó lại nghĩ liên miên về cái câu quyết định khá ngu ngốc của mình. Nói như vậy có đúng ý của mình không chứ? Mặc dù nó đã hớ mồm nói như vậy, nhưng mà thực ra ở trong lòng của mình không có muốn một chút nào cả. Nó cố tình va chạm nhẹ vào hắn ta, nhưng mà có vẻ chẳng có cái động tĩnh gì từ phía bên kia, khiến nó thực sự là nuối tiếc về cái tội chỉ biết nghĩ về mình mà thôi. Nó tham gia vào cái câu lạc bộ nhu đạo của nhà trường, mặc dù là đã học karate rồi, nhưng vì cái niềm đam mê yêu thích văn hóa và nghệ thuật Nhật Bản, cho nên nó nhất định là phải tham gia vào cái câu lạc bộ này. Nó đi vào cái căn phòng rộng phải gấp đôi, gấp ba nhà của mình, chỉnh chu ngay ngắn lại cái bộ võ phục. Ngước lên nhìn thì thấy hàng ta người xếp hàng loạt đứng chờ. Nó mới tò mò. Quá gì? Rõ ràng đăng ký rồi thì mới được vào mà, sao lại như thế này đây? Nghĩ như vậy, nó tiến lên đứng xếp hàng. Trời ạ, trước mặt của nó toàn là những cái thằng đồ con cao to lực lượng, cao trên 1m84, nặng trở lên ít nhất là 90kg. Thế này thì nó tập có khác gì là đè bắp đâu cơ chứ. Thôi chết cha rồi. Nó đang lo sợ hoang mang thì đằng trên hét lên cái tiếng hơi thật là to. Chẳng hiểu làm cái gì nữa, chắc là đang tập rồi. Nó nhún vai. Mới vào mà bắt thi đấu rồi, đúng là hâm mà. Nó bước thêm một phát nữa cũng lại gần đến nó rồi. Mấy cái ông anh ở lên trước đến lúc mà trợ ra đều thấy nó ôm tay ôm lưng ôm đầu nhăn nhó. Chắc lại là làm gì chứ gì. Còn có ba ông anh nữa thôi là tới lượt nó rồi. Nó hơi tò mò vì thầy giáo của mình là ai. Nó ngó đầu sang phải để có thể nhìn cho rõ, ngạc nhiên và sững sờ. Người mà nó gọi là thầy giáo không ai xa lạ lại chính là Dương.
nó thất vọng tột độ. Sao lại có thể có duyên dữ vậy trời? Đi đâu nó cũng gặp Dương, không thể là duyên số cho được. Ờ thôi, đành đi về vậy. Nó quay phát người lại, bỗng nhiên lại chạm vào cái vật gì mềm mềm màu trắng toát. Nó ngước lên nhìn. Nó đã cao 1m70 rồi. Cái tên này là phải cao ít nhất là 2m5 chứ chẳng ít. Cậu ta còn to lớn, đồ một cách thật là kinh khủng. Động vào là chỉ có về chầu trời. Nhưng mà đáng tiếc, cái con mắt sắc như dao về phía trước của nó cười rất là ngạo nghễ. Sao thế chú em? Sợ rồi à? Con trai gì mà nhát thế? Nè, ai nói là tôi sợ chứ? Đừng có nằm mơ. Sắp tới lượt mày rồi đó. Mau mà chuẩn bị tâm lý đi là vừa. Nó ngẩng cao đầu, hất mặt về cái phía của Dương. Nó chưa có kịp quay lại thì Dương đã cất tiếng. Người tiếp theo. Chân tay của nó bụng rụng, thì chết tiệt rồi. Nó đâu có biết luật của judo thì thi đấu bằng niềm tin chiến thắng cơ. Nó nhắm tịt mắt, không có dám quay đầu lại. Hề nhóc, nhanh hộ tao có đi, tao đang bực đó. Dương quát nó. Nó thúc đầu lại. Ôi trời ạ, à, ở đây mà có cái lỗ nào bé tẹo, chắc là nó chui xuống luôn cho đỡ xấu hổ mất thôi. Nó chậm rãi quay đầu lại, rồi từ từ, như đã thở hồng hộc vì cái trận thi đấu lúc nãy. Thì đến mặt, không nói nên lời. Nó tiến lại vào rộng thảm, gượng cười cho lấy lệ, rồi cúi đầu chào Dương theo cái kiểu vỏ. Nè, bắt đầu được chưa? Nó ra cái thế tấn, hết mạnh để có thể chuẩn bị tâm lý. Dương chưa có khỏi bàng hoàng. Mày, à, mới vào thôi, không biết là judo đâu, chỉ chịu thêm đi. Nó tự tin nói. Dương thực sự là tỉnh lại, nhăn nhó mặt, nhìn nó không hài lòng. À, gì chứ? Nó bối rối trước cái nhìn của Dương. Mày chưa học judo lần nào sao chứ? Đúng rồi, nhưng mà sao hả? Nó hơi lùi lại ở đằng sau để tránh Dương có chơi đĩa mình, thì mình còn đỡ kịp. Dương cũng lùi lại sau 3 bước vì chợt nhớ ra cái câu nói của nó ngày hôm nay. Mày cho thì thôi đi, khỏi là phải thi đấu với tao. Rồi ngoài đi, cười cái tiếp. Dương hồi lớn lên, cái thằng lúc nãy bước vào, nó ngơ ngác không hiểu gì, nhưng mà cũng tránh ra cho cái thằng ấy vào. Ra cái chỗ ngồi giải lao, mấy cành vừa bị Dương đánh liền ném cho nó một cái ánh nhìn ghen tị. Mày sướng quá vậy chứ? Không phải là thi đấu giống như bọn anh. Một cái thằng to béo ngang bằng bằng kia để bắt chuyện. À, là sao ạ? Nó chưa có hiểu rõ cái câu nói mà cái tên béo ù đấy đặt ra. Nhìn kìa, mày thấy không chứ? Không hiểu là sao hôm nay lại dở đôi mắt thi đấu nữa. Ngày thường thì toàn là bỏ dậy để có thể được đứa nào dậy thì để không biết. Tự nhiên hôm nay lại dở ra cái chứng bắt phải thi đấu. Đấy, nè, rõ ràng chính là có cái chuyện buồn bực cho nên mới bắt những cái thằng to lớn như tụi đây để tập mà. Em mày thấy rõ là hắn ta chỉ là hạ cái thằng to con hơn anh gấp 2 lần cho đến 3 vậy thôi. Mà trong cái khi đó thì hắn ta lại còn bé hơn cái thằng kia gấp cái chục lần chứ chẳng chơi. Nè, chuyện buồn bực ấy hả? Nó hỏi lại vì không có tin vào trong thai của mình. Ừ, chứ chú em đây không thấy hay sao? Ngày hôm qua thì còn bình thường thôi, hôm nay lại đổ đốn. Mà lạ cái chỗ là xưa nay chưa có làm cho hắn tập buồn bực đến cỡ đó đó. Ngày nào cũng là cười cười phân phẫn, lấy đâu ra cái chuyện là bực tức chứ. Cái tên thứ hai vừa dứt lời, ở trong đầu của nó bỗng nhiên lại hiện ra cả một cái đống câu nói chạy đua nhau. Hàng loạt những rắc rối mà nó với Dương cần phải giải đáp ngày hôm nay. Chẳng lẽ vì cô nó sáng lên hay sao chứ? Chưa hết ở đó, hôm nay là cái ngày mà Dương dạy cho nó học tiếng Anh. À dè, Dương với nó ngồi cách xa nhau đủ 7 mét thì tôi đi. Kỳ thật, tao nó lại không nghĩ đến cái việc học thêm nữa nhỉ? Hậu đậu quá rồi. Chẳng hiểu Dương còn định sẽ dần đến bao giờ đây. Gần 1 tháng trôi qua, nó khổ sở vì cái khoảng cách 7 mét đối với Dương mỗi khi mà học thêm. Ngày nào cũng là phải đo đủ 7 mét
để có thể kê bàn cách xa thì thôi đi. Hồi thôi, địa ngục. Đúng là địa ngục mà. Thế thì mệt chết đi được. Nó lờ đờ đi lên trên lớp. 15 phút sau, thì thầy giáo vào trong lớp. Nó đứng lên chào thầy. Thầy ra hiệu cho ngồi xuống, mặt tươi tỉnh hẳn lên. À, các em có nghe là mỗi năm trường của mình sẽ tổ chức một đại hội thể thao sau ngày Valentine chưa? Dạ rồi ạ. Lớp của chúng ta sẽ tham gia chứ? Thầy cười tươi. À, cả lớp hả thầy? Ừ. Thầy gật đầu vui vẻ. Cả lớp hét loạn lên. Nó thì là im phăng phắc. Chẳng bao giờ nó tham gia vào những cái hoạt động của trường cả, kể cả là lớp trưởng. Dương cũng nổi hứng tham gia, nhưng mà chưa có biết phải nên chọn cái món nào cho phù hợp. Đang nghĩ ngợi, chợt Dương lại nhớ tới nó. Không biết nó tham gia cái môn gì không, mà không có thấy nó có ý kiến gì cả. Dương bắt chuyện. Ê, bộ mày không tham gia bộ môn gì hả? Sư, tao có biết chơi đâu mà tham gia chứ. Với lại tao không có hứng đâu. Nó cầm lấy cái cây bút xoay xoay, tựa như là đang ngẫm nghĩ. Dương nhìn nó hồi lâu rồi bỗng bật dậy. À, thưa thầy, Long đã quyết định cho cả lớp chúng ta sẽ tham gia vào cái môn bóng đá. Hay quá, thật vậy hả Long? Thầy tỏ ra cái vẻ sung sướng vui mừng. Long ấp úng. Tí nhìn Dương rồi lại nhìn thầy. À, em hơi tốt quá rồi nè. Có Long tham gia dẫn dắt thì các bạn đây chắc chắn chính là năm nay đã thắng lớn rồi. Dạ em. Dạ chúng em sẽ cố gắng ạ. Dương lấy tay bịt mồm của nó lại, trả lời thầy. Thầy nhất trí và bảo lớp phải nghỉ sớm vì thầy còn phải đi chuẩn bị cho ngày đại hội sắp tới. Thôi thôi, thế là hết rồi. Có biết chơi đâu mà dám tham gia chứ. Biết nói sao đây. Nó há hốc mồm khi mà thầy bước ra khỏi lớp. Và cho đến cái thời điểm này, đang ở trong võ đường và vẫn giữ nguyên cái mồm đến như thế. Cái thằng bé ô thứ nhất ra bắt chuyện. Nè, làm sao thế hả chú em? Hết thiệt rồi. Hết gì chứ? Đại hội đó. À, hết đâu mà hết chứ. Còn chưa có bắt đầu mà. Sao, chú em lo à? Thôi đứt luôn rồi. Nó lặp đi lặp lại cái hờ, nghe mà não cá ruột. Hờ dèo lắm thế này chứ. À, anh Dương ạ, à, tụi em. Hai cái thằng bé ú hét lên, làm cho nó giật mình. Dường như là mày lại. Chúng mày điên sao? Tao ngoài cái chúng mày 7 mét mà phải sợ đó. Đi ra cho tao nói chuyện đi. Quả nhiên. Dần. Hai đứa bé ú lập tức rút lui. Chỉ còn có mình nó và Dương. Tao lên lịch rồi. Ngày mai sẽ bắt đầu tập bóng đá vào lúc 2 giờ chiều. À, vậy còn buổi học thêm thì sao chứ? Đại hội mà. Về chuyện học còn một bên đi. Trước hết bây giờ là mày lau cái này trước đi cái đã. À, nhưng mà nó hoang mang. Dương lấy tay che miệng của mình lại. Đừng nói nữa. Hãy cố gắng lên đi. Một năm chỉ có một lần mà thôi. Tao chỉ là không muốn phải bỏ phí 3 năm đại hội mà thiếu mày đâu. Dương nói rồi lại khẽ cười thầm với nó. Nó định nói, tao phản đối. Nhưng rồi có cái gì đó nó cứ ứ nghẹn ở trong cổ họng của nó, làm cho nó không có phát ra được âm thanh, mặc dù là nó đang rất muốn. Thôi, tao về trước đây. Nhớ ngày mai nha. Dương đứng dậy, xách cái ba lô đi theo. Nó ở lên một mình. Không biết là có nên tham gia không nữa đây. Hai giờ chiều, uẩn khúc, đắn đo, do dự, băn khoăn. Trời ơi, bóng đá không biết chơi thì làm sao mà thi đấu được đây chứ? Đây chính là hoạt động của nhà trường mà. Muốn trốn cũng đã không xong. Vậy thì quyết phải giành cho được chiến thắng cho cả lớp mình. Đằng nào cũng phải thi mà. Thôi được rồi, vào sân tập thôi. Nó suy nghĩ vòng vo rồi cũng đi vào trong sân bóng của trường. Đang đi, bỗng nó nghe thấy cái tiếng cãi cọ lớn từ bên trong sân bóng đá phát ra.
đáng chắc là tại lớp mình đối với cái lớp nào đó, cho nên nó chỉ thực nhanh vào. Tụi mình nói cái gì chứ? Xưa nay cái sân tập này vẫn là của tụi tao mà. À, thì ra là lớp bằng 18, học ngu như bò. Lại còn nó nghĩ cho tụi mình ở lại đó. Bọn này toàn là chơi ở sân bóng tụi. Từ như hôm nay ra đòi là sao chứ hả? Thằng Lâm tặc cáu kỉnh. Tao đéo còn biết. Tụi mày né ra đi, không thì đừng có trách. Thằng cầm đầu của cái lớp 10A8 thiết mạnh đứng ra dọa nạt của lớp đó. Không biết thì sao? Đừng tưởng ra chúng mày đầu gấu nhất cái hành động này mà bọn tao lại phải sợ. Thằng Thịnh tình nổi cậu lên. Nó hơi bất an với cái chuyện này. Không có ai vào can thì sẽ xảy ra đánh nhau mất tôi. Mà nó thì lại không có thích lo mấy cái chuyện bạo động này. Tức là chúng mày thích đánh nhau phải không chứ hả? Được thôi, cả lớp luôn đi. Thích đánh nhau đến như thế cơ à? Thằng Dương từ đó chui ra, hất mặt về cái phía ở trước, tiến sát lại chúng nó. Biết là đã chạm vào cái ô kiến lửa rồi. Bọn của lớp 10A8 tỏ ra sợ sệt khi mà Dương đứng ra, nhưng mà cái thằng Thiết Mạnh vẫn cứ cố tỏ ra ta đây. Hay lắm đó, đã cho thì vào luôn, xông lên anh em. Thiết Mạnh hô hào. Cả lớp của tụi nó lao lên cứ tựa như là ông vợ tổ. Phản ứng nhanh, lớp của nó cũng gào lên một tiếng rồi xông vào. Hai bên đánh nhau rất là quyết liệt. Dương liên tục dùng những cái cú đấm tay trái của mình để có thể hạ đầu ván Thiết Mạnh. Mấy cái thằng em của hắn ta lại bị mấy cái thằng nghịch quỷ trong lớp nhéo tai, cẩu lưng, cắn chặt, làm cho đứa nào cũng kêu lên oai oái. Khói bụi thì tung mù mịt. Người đánh thì vẫn cứ đánh. Nó đứng ở bên ngoài bị bụi bay vào trong mắt, ngứa hết đến chết được. Mấy cái thằng trong lớp 10A8 bị tận đau quá, đành phải tháo chạy. Thấy thế giặc mạnh, Thiết Mạnh cho lưu quân về ở phía lớp thì bị quân ta phục kích đánh trả lại quyết liệt. Thiết Mạnh sợ hãi bỏ chạy, như là bị tướng Trần Đặng Khải Dương túm lấy cổ và nhờ tiếp cho một trận nữa. Đầu điển, như là vì sĩ diện, quân giặc chân thì chạy, nhưng mà mồm thì vẫn cứ cố hoạt động, mặc dù là bị đánh cho te tua. Chờ đó đi, chắc chắn tao sẽ trả thù bọn mày vào cái trận thi sắp đấu. Chú Ba Cái Si, cái thằng đi kia muốn chết phát được hả? Hả? Thằng Dương gào lên hăm dọa. Bọn của lớp 18 sợ chạy mất dép. Tức chết đi được mà, dám ra sân bóng với tụi tao sao? Hả? Dương nóng giận quay đi, nhìn lại đội hình của Dương. Dương mới hỏi, coi chơi tính được không? Thiếu mỗi Lòng thôi. Lòng sao? Chẳng lẽ nó không đến sao hả? Dương nói với một cái vẻ đầy thất vọng. Nó tiến lại gần. Hả mà tao không đến? Đánh cho chán chê rồi mới kiểm tra đội hình sao? Lòng, tao cứ tưởng là mày à. Cả lớp nhốn nháo lên. Trường tổ chức, cả lớp tham gia vào mà tao còn chơi được à? Không phải đóng góp tí gì chứ? Vậy là Dương nói có đoạn nửa chừng thì thằng Mạnh Quân lại nhảy sổm ra. Tôi chết cha rồi, tao quên mất cho nói với tụi mày là mỗi lớp ít nhất là phải tham gia vào hạng mục trở lên đó. Cái gì chứ? Cả lớp đồng thanh. Nè, thì bạn sáng thầy có nhắc tao rồi, nhưng mà tao quên mất. Hậu đầu thiệt đó ông tướng ạ. Cả lớp mệt mỏi, bóng đá đã đủ nặng rồi, lại còn thêm một môn nữa, hầm thực rồi mà. Nè, giờ nghĩ xem là nên chọn cái môn nào đi. Thời hạn chính là ngày hôm nay đó. Mạnh Quân sốt ruột. Đùa sao? Ông chơi khăm đó. Thình thình cầu nhau, cả lớp mãi suy nghĩ đắn đo. Tất nhiên trừ nó, Dương từ nãy cho đến giờ cứ đứng im tinh thích, cuối cùng thì cũng lên tiếng. Hay là ta chơi bóng rổ đi. Bóng rổ sao? Nè, cái thằng này đã bị điên nặng rồi. Anh em mình nào có biết chơi chứ? Một cái nó thôi. Cả lớp cười lăn cười lóc, mặt của Dương thì đờ ra. Tao nghĩ là được đó. Nè, mày đồng ý với tao hả Long? Dương quay sang bắt tay của nó, vội vàng trục ra. Nó trả lời, lớp của tụi mình được lợi thế là cao, thấp nhất lớp chỉ có mỗi
1m70 thôi. Tao nghĩ là chơi cái môn này chính là thích hợp nhất đó. Nè, không nói đùa đấy hả lớp trưởng? Mạnh Quân hồi hộp. Cứ đi đằng kia đi, gần nhà của tao có một cái sân tập bóng rổ đó. Nè, thế thiệt quá còn ruộng gì. Vậy là nhất trí nha. Dương Nhân cao tay lên, mỉm cười toe tét. Cả lớp sau một hồi bàn tán thì cuối cùng cũng đưa ra được ý kiến. Nhất trí. Thôi được rồi, vậy thì tao đây sẽ đi đăng ký đó. Đừng hối hận nghe chưa. Đi đi. Nè, bạn bị đá không chứ? Không. Bây giờ bóng không? Không. Vậy thì có biết chuyện bóng không? Không. Dương hét lên khi mà đưa cho nó vài câu hỏi, thậm chí là không 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 và không. Vậy thì mày biết cái gì chứ? Bắt bóng. Bắt bóng sao? Ý của mày là... đúng rồi, là thủ môn đó. Liệu cũng không chứ? Tao nghĩ là có đó. Thôi được rồi, vậy thì giờ vị trí thôi. Đội hình thì mình ổn cái chứ? Dương quay sang cả lớp, rồi hỏi cả lớp đang đứng ở bên kia. Rồi. Nào nào tập hợp, Lâm à, giờ chuẩn bị đi. Dương quay sang nói với nó, nó gật gật đầu làm theo. Cả lớp chia ra làm hai đội, đội trắng và đội đen. Nó thì ở bên đội trắng, Dương đứng bên ngoài chỉ huy. Cái trận đấu bắt đầu, cả hai đội dẫn bóng khá là nhanh nhẹn và thanh thoát. Đội của nó chuyên môn bị cái đội đen cướp bóng và sút vào bên trong không thành. Nó cố gắng nhào tới để tóm được cái quả bóng, nhưng rồi lại không thành. Kỹ năng của nó quá là kém, so với cái bên đội đen thì lại còn phải bái phục làm sư phụ. Hôm nay tuy là rất mệt, nhưng mà đối với nó lại là khá vui. Từ trước cho đến từ bây giờ, nó luôn nghĩ các môn thể thao đều là cái trò lố bịch của trẻ em. Nó luôn luôn đánh giá cao về những suy nghĩ của nó và khinh bỉ tất cả mọi người. Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ cái năm nó học lớp 8. Sau khi mà bố mẹ của Dương mất, lại đến lượt ba của nó ly dị. Nó luôn sống khép mình và không bao giờ tin ai trừ anh của nó. Nó kêu càng đến kỳ lạ. Nó chẳng bao giờ tham gia vào các hoạt động của trường, dù cho có giỏi đến mấy. Theo với cái quan niệm sống của nó thì cuộc sống của ai là của người nấy, không có liên quan gì đến mình. Nhưng bây giờ đây, nó lại nghĩ hoàn toàn khác. Thể thao là cái niềm đam mê của con người, cũng như nó không thể nào mà điều khiển được mỗi cái sở thích của từng người. Bây giờ nó đang cố gắng để có thể mở rộng cánh cửa tâm hồn của mình với tất cả mọi người. Nó chỉ sợ rằng nó không thể. Tổn thương về cái mặt tinh thần của nó quá là lớn. Cha mẹ lúc nào cũng luôn miệng bao che, yêu thương nó với người ngoài. Nhưng rồi mọi việc thì lại không có giống như nó suy nghĩ. Cha đi công tác, mẹ đi spa, dù là biết con của mình sốt đến hơn 40 độ. Cơn mưa kéo dài đằng đẵng, không có ai ở nhà, không có tiếng động. Chỉ có cái bóng đêm với nó ngồi thu lù một góc. Lúc nào, nó cũng mong rằng ba mẹ của mình về thật là sớm để có thể chăm sóc cho nó. Vậy mà ba mẹ của nó hồi nhỏ, nó chính là cái kẻ yêu đuối nhất và mặc cảm nhiều, luôn luôn phải nhờ anh của mình che chở. Nó chẳng bao giờ được ra bên ngoài cả, đơn giản là vì một lý do vô lý, chính là sức đề kháng của nó lại còn kém hơn cả người bình thường gấp vạn lần. Nhìn mấy cái đứa ở trong ngõ chơi đá banh vui vẻ với nhau, nó cô đơn lắm. Cái sự thèm khát tự do trỗi dậy ở trong con người. Nó liền trốn mẹ của mình đi ra ngoài để chơi, và kết quả là bị sốt 40 độ. Không những là không tức giận, mà mẹ của nó lại còn kéo nó lôi sòng sọc vào trong nhà, gọn nó vào trong một góc giống như là quẳng một con thú. Với tay tắt hết điện ở trong nhà, chốt chìa khóa vào và thản nhiên đi chơi. Anh phòng của nó về mở cửa, hốt hoảng khi mà nhìn thấy em của mình thở dốc ở trên nền nhà. Xót xa, anh liền bế nó vào trong bệnh viện. Nó qua cơn sốt, thế mà suốt một tuần, bố mẹ của nó không có ai thèm đến thăm nó. Chỉ có anh và con em Ly lại đến chăm sóc cho nó. Sau cái vụ đấy, nó mới sống khép mình. Nó chẳng có ai ra gì cả. Nó bắt đầu tham gia vào các vụ đánh nhau ở trường và siêng năng tập võ. Dù là biết tập võ cũng chẳng làm cho nó khỏe mạnh hơn, ngược lại,
còn làm cho những cái cơn đau dữ dội hơn, khiến cho nó khốn đốn, vật vã chịu đựng. Ấy vậy mà giờ đây, nó lại hoàn toàn nghĩ những cái suy diễn của mình trước kia là ngớ ngẩn. Cuộc sống này còn có rất nhiều điều cần phải biết và cần phải tận dụng. Nắm bắt lấy nó, có lẽ nó phải cần cố gắng hơn nữa. Nè, mệt lắm hả? Dương Ân cần hỏi nhẹ. À, không, tôi ổn mà. Nó trả lời thoáng qua. Đâu có đâu. Nè, lúc này tao nhìn thấy mày bị cái quả bóng đập cho trong đầu mấy lần đó. Giờ mày lại còn cố gắng mà chạy ra đội bóng nữa. Kết quả là lực mạnh quá đã đập vào trong bụng của mày chảy máu kìa. Không sao đâu mà. Tao đâu có phải giống như là mấy thằng tờ bên lớp 18 đâu. Mà đâu. Nó nhe răng ra cười. Rất là ngon lành. Dương thở nhẹ, nhìn nó tràn đầy tình cảm. Nhưng mà dù sao thì mày cũng rất là kiên trì đó. Rất cảm ơn mày vì đã tham gia vào trong đội bóng. Có gì đâu chứ. Đấy là trách nhiệm của một lớp trưởng, cần phải làm mà. Cười tích cả mắt, chẳng thấy trời đất đâu cả. Chắc là nó cũng không có biết khuôn mặt của Dương đang chuyển màu, lắp ba lắp bắp mãi mới có thể nói ra lời. À, thôi à. Nè, mày đó, trở về nhà đi ha. Tao lại tập. Thôi được rồi, vậy thì ở lại đi, tao về trước nha. Nói rồi nó đứng dậy ra về. Dương ở lại một mình, gục mặt xuống đất, thở hổn hển. Ôi trời, chưa là Dương, mày phải thật là kiên cường lên chứ. Cứ như thế này mãi thì chết à. Người mày đang yêu đang ngay trước mặt của mày kìa. Ngồi thẫn thờ vài phút, Dương quyết định lấy cái quả bóng ra tập. Đá quại mà vẫn là không có trúng phát nào cả. Trong tâm trí của Dương bây giờ chỉ nhớ có một mình nó mà thôi. Tập bóng đá mà cũng như nó, tâm trí của Dương giờ đây chẳng hiểu là đang lơ lửng ở nơi chốn nào nữa. Chắc là yêu nó quá đây mà. Sáng ngày hôm nay, nó đi sớm để ra sân bóng tập. Đang đi trên cầu thang, có hai cái đứa ở lớp 18 chặn đường lại. Ồ, lớp trưởng 18 đây mà. Có chuyện gì không chứ? Nó lại lùng hỏi. À, là vậy. Tụi tao nghe nói là mày làm thủ môn hả? Trời đất ơi, nghe xong tin chắc là chết quá đi. Tụi mày muốn gì chứ? Nó nổi quạo. Hai thằng ôm ranh cười điệu. Để trước hàng nó. À, không, chỉ là tao nghĩ không hiểu cái tụi bay sẽ bị chọc thủng lưới như thế nào đây. Cái loại gì đâu mà mấy con gà mà cũng được làm tiên sao chứ. Không bao giờ thắng được tụi tao đâu. Đừng có mà mơ. Cả cái lớp mày là những cái thằng mồm còn hôi sữa, thì đừng có hại dại dột gì mà thách đấu với chúng tao. Đi thôi. Nè, tốn nước bọn với cái thằng ngu này để làm gì chứ. Hai tên cố tình lướt ngang qua, tuyệt nhiên mà để nó ngã xuống đất. Nó im lặng. Đúng là cái thằng ngu mà. À, nè. Nó đặt tay lên trên vai của một trong hai đứa, rồi quay lại bóp một phát. À, nè, lâu giấy thư tới hả? Ừ, gần 7 giờ rồi đó, chẳng hiểu chi nữa. À, đến rồi kìa. Cả lớp hò reo khi mà nhìn thấy nó. Bước tới sát hơn, nó cúi gầm mặt xuống. À, nè, mày đến rồi, mừng quá nha. Nè, đến rồi không cất đi, cặp đi. Còn để đây làm gì chứ? À, mày sao vậy Long? Dương vỗ vai của nó, hạ thấp đầu xuống nhìn, ngẩng mặt lên xem. Dương lấy tay nâng nhẫn cầm của nó lên. Cả lớp ngạc nhiên, trên mặt máu me be bét. Dương sợ hãi hỏi nó. Sao chứ? Sao vậy? Nó có nghe coi. Mày đánh nhau với ai hả? Hả? Nó ngước lên nhìn Dương và tất cả mọi người cả một hồi lâu, rồi nở ra một nụ cười. Nè, chú yên tâm đi. Một mình tao có thể hạ được cả cái bọn lớp 18 mà. Cho chúng nó chịu cái tội giam bọn lớp của tụi mình là cái đồ ngu. Nó vẫn cứ nhè trăng ra giống như là không có cái chuyện gì. Dừng xót cho nó lắm. Tại sao mà nó ngốc quá vậy trời. Cái đồ ngu. Mày đánh nhau chỉ là vì cái chuyện này hay sao chứ. Mày biết là có bọn 18
đâu có phải là yếu gì đâu mà. Mình tức giận. Không, tao chỉ là muốn cho chúng nó thấy rằng chúng ta đâu có dễ chịu không, phải không chứ? Nó cười hiền hậu, nhúng nhúng vai. Ai cũng cảm thấy nó và thương nó hết. Vì cả lớp này mà nó đã đánh nhau, chỉ vì một cái câu nói không đáng để ý mà nó lại dám. Ờ, nè, vậy để tao đưa mày vào phòng y tế nha. Dương nắm lấy cánh tay của nó, nó vẫn cứ lắc đầu. Không sao đâu, giờ chẳng mang coi cái nhân là xong thôi mà. Tao đi một mình cũng được. Nó vội vàng quay lưng bỏ chạy. Dương hơi bất an về sức khỏe của nó, liền lặng lẽ đi theo. Nó vẫn chạy vì chẳng có muốn thấy Dương lo lắng cho mình. Đứng làm tim của nó đập nhanh hơn như vậy, bỗng nhiên nó lại cảm thấy mọi thứ nhòa đi. Lão đảo, chân của nó khuỵu xuống, và rồi chỉ còn có một bóng đen mà thôi. Bên tai của nó vẫn là vang lên tiếng gọi thất thanh của Dương. Long, tao lên đi Long à. Long à, mày dậy đi, sao vậy chứ? Ông này sẽ qua lại mà. Long à, Long ơi, tỉnh dậy đi mà Long. Long ơi. Choàng tỉnh, nó mở to mắt ra, bật dậy thật là nhanh. Xung quanh của nó toàn là màu trắng. Bất chợt nó chợt nhớ tới cái chuyện ngày hôm nay. Xung quanh toàn là màu trắng. Chẳng lẽ mình đã cái gì mà đã chứ? Ông đã bay lên trên thiên đường trước tôi chắc à? Nó quay lại, giọng nói này chính là thầy cả lớp nữa. Ngốc ít tôi biết ngay mà. Vết thương như thế mà không bị làm sao thì chúng tao chắc gọi mày bằng siêu nhân quá đi. Nè, làm nó đúng đó. Cũng may cho em là cái vụ đánh nhau này là vào cái lúc giác người, chứ không thì sẽ bị đình chỉ đó. Thiệt hả thầy? Nó mừng rỡ nắm chặt lấy tay của thầy. Nhưng mà ngược lại, thầy sẽ bắt em dọn dẹp vệ sinh một tuần đó. Thôi mà thầy, thầy tha cho Long đi thầy. Cả lớp này nỉ ý ôi. Được thôi, với một điều kiện. Thầy cười đều, nhìn phát ghét. Điều kiện gì ạ? Cả lớp này đâu, thầy đau lưng quá đi mất đó. Hay da, thật khổ cho cái thân già hiu quạnh này mà. Vừa dứt lời phát, cả đám nhào nhào về cái phía của thầy. Đứa thì đấm lưng, đấm tay, đứa thì bóp chân. Thầy thì la oai oái vì đâu mà bọn chúng cũng như cứ đùa được chứ. Cảnh tượng này làm cho nó phải phì cười. Nè, mày quay lại chứ. Dương đến bên cạnh nó, nhưng vẫn cứ cách xa. Không thấy sao mà còn hỏi chứ. Từ sau này đừng làm vậy nữa nha. Tao cảm thấy có lỗi lắm đó. Đây đâu có phải là lỗi của mày chứ, Dương à. Nhưng mà tao... Thôi được rồi, từ nay cố gắng luyện tập nha. Ngày mai chính là luyện môn rổ của đúng không chứ? Ừ. Thôi được rồi, vậy thì xin chỉ giáo nha. Nó mỉm cười chìa tay ra, để mắt tay với Dương. Nhưng rồi Dương lại lắc đầu ngoài ngoài. Không vấn đề gì đâu. Hôm đó trở về nhà, nó bị anh Phong của nó mắng cho te tu mặt mày vì cái tội dám đánh nhau. Lấy cái hộp băng ra, anh Phong lắc đầu chán nản. Con cái của nhà người ta thì cắp sách đến trường là để học, để có thể tiếp thu được kiến thức vào trong đầu. Còn em nhà của mình thì lại... Mày tham gia vào đại hội thể thao của trường thật hả? Nè, nói tôi nghe đi, chơi môn nào vậy? Dạ, đá banh và bóng... Bóng rổ à? Ôi dạ... Bóng rổ sao? Ôi dạ, đúng tuổi quá luôn rồi. Nè, anh có mày ngày xưa đã từng tập bóng rổ và từng đi thi đấu đó. Nè, vậy chắc là cái đội bóng đó đã thua thảm hại với cái chuyện ở quanh quá đi. Cho mày chết rồi. Không phải nổ nha, anh của mày đã giành giải nhất của toàn trường đó. Mày cũng đâu có kém gì anh đây mà mày nói chứ hả? Anh Phong vừa nói lại cố tình nhấn mạnh vào trong cái chỗ của nó bị thương. Tôi được rồi, đau chết đi được đó. Nè, anh làm ơn đi, nhẹ tay hộ giùm em cái. Cho mày chết đi, cho trừ cái tội vậy là dám khinh khi người nhá. Nè, mà chúng mày có biết chơi không đó? Không, có mỗi mình Dư là biết thôi à. Nó nhăn nhó mặt sờ vào cái vết thương anh Phong như lúc nãy.
Nè, nói tôi nghe, Dương có phải là cái thằng mà đã từng đánh mày vào năm lớp 8 không hả? Anh Phong vừa mới nghe tên Dương là mặt tức giận hầm hầm lên, tay lại càng cố nhấn mạnh vào cái chỗ bị thương của nó. Nó đau. Dạ thôi mà anh, cái chuyện này đã qua rồi thì cho qua luôn đi. Anh làm gì mà thái quá vậy chứ? Nhưng mà anh Phong giọng chiều xuống. Thiệt tình á, là tao cảm thấy lo cho mày quá à. Ba mẹ của nó chết cùng lúc với ba mẹ của mình ly dị, cho nên cái tâm tính của nó không ổn đó. Ba mẹ không lo cho mày, nhưng mà còn có tao, chả có con Liên quan tâm cho mày nữa. Với lại sức khỏe của mày cũng đâu có phải là tốt đâu, hở tí là bệnh đau. Sơ, nè, vì cái chuyện ốm đau thì em đã quen rồi. Quan trọng là bây giờ có thắng được cả trường á hay không mới là quan trọng chứ. Mày lúc nào thì chẳng tới chứ. Thôi được rồi, nè, đứng cái mặt đây, tao dắt ego cho. Anh Phong kéo sát nó lại mình, rồi lấy cái miếng băng keo cá nhân đập một phát vào trong trán của nó. Đau quá đi, anh này kỳ thiệt đó. Nó than vãn đủ điều. Anh Phong nhàn nhở cười với nó. Hôm nay là cái buổi tập bóng rổ đầu tiên. Nó hẹn cả lớp vào lúc trong 3 giờ đến tập trung tại đường Trần Khắc Chân để đi xe bus xuống Lĩnh Nam. Cả đám lèo nhèo, vì không có báo trước thì tức khắc bị nó máng cho một trận xối xả. Thế là lại ưỡn nghèo đi xuống cái bến xe bus gần nhất là chợ Mơ. Cả đám hết ngáp ngắn rồi lại ngáp dài, miệng thì luôn cầu nhau, lại còn đông nữa chứ. Cả 40 đứa chứ có ít ỏi gì đâu. Thế là cả đám xôn xao nhốn nhau cái lên. Stebus đang vắng khách, tự nhiên tụi nó lại chen lấn lên, thành ra chỉ khổ thân cho một cái số người chuyển sau mà thôi. Không có tài nào nhích nổi cái chân lên nổi, bọn chúng lại còn cười xối xả nữa chứ. Đều ghê. Ba tài xế thấy tụi nó vui buồn rồi vui đùa hồn nhiên, cũng là hùa vào theo. Các chàng trai à, bà cái chuyện gì mà sao nổi quá vậy hả? Dạ, tụi cháu đang nói về đại hội thể dục thể thao của trường ạ. Ồ, nè, bác tưởng là chỉ có bên nước ngoài mới có cái đại hội này thôi mà. Dạ đâu có đâu, nhà trường của cháu tự tổ chức mà. Nè, vậy các cháu thi cái môn gì thế? Bác phụ xe hỏi. Dạ, ông đá và bóng rổ ạ. Chà chà, nè, thảo nào mỗi ông là cầm lấy một quả bóng gạch ngang gạch ngang gạch chéo như thế. Đúng là thời trẻ sướng vậy. Bác lái xe quay qua cái bác phụ rồi nói. Cả hai bác cười tích mắt với nhau, làm cho cả lũ cũng cười theo. Đến nơi rồi. Nó xuống xe, đảo mắt nhìn quanh, rồi chỉ ra ở cái phía trước. Cả đám nheo mắt nhìn theo. Cái gì chứ? Đây mà gọi là sân bóng rổ á. Cả lớp hét to lên, nhìn nhau ngạc nhiên. Nó với tay mở cửa, rồi đi vào bên trong. Đúng. 10 năm về trước đây, nó chính là một cái sân bóng rổ hiện đại nhất của quận Hoàng Mai đó. Nhưng mà đã bị bỏ quên từ 10 năm trước rồi. Nó nói không sai. 10 năm trước, cái sân bóng này hiện đại, rất là hiện đại, thuộc quyền sở hữu của một đội bóng. Nhưng mà vì có một cái chuyện xung đột nhỏ, cho nên cái đội bóng này tan rã. Từ đó trở đi, chẳng có còn ai đến sân bóng này nữa. Và đến tận nay, sân bóng này tràn đầy bụi bặm, cỏ mọc tùm lum. Bóng đèn pha vỡ gần hết, và đặc biệt là cái sân bóng rổ này nó đầy rác. Cả đám bước vào mà miệng không khỏi há hốc. Thằng mình lắp bà lắp bắp nói. Lòng à, chạy lẽ chúng ta sẽ tập ở đây hay sao chứ? Chuẩn. Nó gật đầu một cái rụp. Dạ sẽ phải. Dừng giữ cái bàn tay quơ xung quanh. Nó cũng gật đầu. Cả đám giật nảy và cùng nhau ngã lăn ra sàn. Thế là nó điên tiết lên chửi trong một trận, và cả lớp lại bắt tay vào làm việc. Đứa thì nhổ cỏ, đứa thì đi thay bóng đèn, đứa thì đi nhặt rác, đứa quét dọn, đứa lau nhà. Sau vài tiếng vất vả, cả đám ngồi tựa lưng vào nhau, Dương với nó cùng với nhau đi mua trà sữa. Nè, tại sao bà lại chọn cái sân này chứ? Dương hỏi khi mà đang mua ở cái cửa hàng gần đó. Tao không biết nữa, chắc là do hồi bé tao hay ra đây chơi. Ủa, nè, hồi nhỏ mày cũng thích bóng rổ à? Ừ, chỉ là sơ sơ thôi. Nhưng ông già của tao, ông không bao giờ cho tao ra ngoài đường. Vậy là tao cũng quên luôn. Nè,
tại sao lại không được ra đường chứ? Dương tò mò hỏi nó, nhưng mà nó chỉ nhìn Dương bằng một ánh mắt tiếc nuối và buồn rười rượi. Tao không muốn nhắc lại chuyện đó đâu. Nó không có nằm ở trong ký ức của tao. Dương ngẩn người. Nó lần đầu tiên Dương nhìn thấy nó buồn như vậy. Dương không muốn hỏi thêm. Nhìn cái người mình yêu đau khổ, Dương cũng không có thể nào mà khá hơn. Trái tim của Dương tựa như muốn nhói đầu theo nó. Nó và Dương đi về, cả đám nhìn thấy liên nhau ra mà nhận lấy cái phần của mình. Nè, mấy ông nội từ từ xem nào, từng người một thôi. Dương hét lên, nhưng mà chẳng có ai chịu nghe, cứ ồ ạt mà chạy ra. Có thằng dẫm phải chân của nó, đã vậy lại còn ủ nó sang một bên. Mất đà, nó lật ngược về phía đằng sau. Nó hết sức ngạc nhiên, đang chuẩn bị cái tư thế đập đầu xuống đất, thì có một cái bàn tay kéo nó lại về cái phía của mình. Nó thầm cảm ơn trời vì đã không để cho nó kết thúc một cuộc đời của mình bằng một cái đập đầu. Chợt nhớ đến ân nhân của mình, nó ngước lên nhìn là Dương. Sao lại có thể là hắn ta chứ? Nó cứ tưởng là cái thằng Minh. Mày có sao không chứ? Dương tớ hồng học hỏi nó, nhưng mà vẫn là không có kém cái phần quan tâm. Nó lắc đầu nói, tao ổn. Còn mày? Có sao đó. Vì là vội đỡ mày cho nên tao bị... Ui da. Chạy máu rồi kìa. Mày bị da vào đâu chứ? Không biết nữa, nhưng mà nó đau lắm đó. Tao xin lỗi nha, để tao thổi cho. Nó đang định hớp hơi để thổi thì Dương ngăn lại. Không dễ chạy gì đâu. Cái gì chứ? Mày đó, phải cho tao bao nữ thì tao mới thở. Hả? Tại sao lại phải như thế chứ? Vì mày đã làm cho tao phải đổ máu đó. Nhưng đó chính là tại mày mà. Ui da, đau quá. Đó, thêm một cái tội nữa, chính là làm đau tao đó. Nè, có đồng ý không chứ? Nếu mà không đồng ý thì tao sẽ theo mày về tận nhà của mày luôn đó. Tao nhanh lên đi. Ui da. Nè, mày đừng có ép buộc tao chứ. Không biết đâu. Ui da. Thôi được rồi, nhiều chuyện quá đi. Nó bực tức và đồng ý. Nè, nhanh lên rồi nha. Dương cười vô tư ha hạ. Cũng phải công nhận là vô duyên hết cỡ. Vậy thì tao ước luôn nè. Ước luôn sao? Ừ, được thôi. Dù sao cũng là còn hai điều đó. Nhanh lên đi, nó thúc giục. Dương à lên một tiếng. Phải rồi. Tao ước gì mày sẽ tặng cho tao thêm ba đứa nữa. Dương cười nham hiểm. Nó tức đến nổ mắt. Rồi suy nghĩ một lúc lâu, nó quyết định. Được thôi. Ông mà nè, sao mày không lỗi thế nhỉ? Nó cằn nhằn. Giờ mới biết sao. Cái đồ dữ hơi. Kỳ hôm đấy chẳng có tập tành được cái gì cả. Ngược lại lại còn mỏi rã rời. Cả đám lết cái chân sừng vù về tới nhà. Sáng ngày hôm sau nó cũng chẳng có khá hơn, nhưng vẫn là phải đi học. Đến lớp trống rỗng. Thầy giáo chắc thấy như thế cũng đã chuồn thẳng từng về nhà để ngồi xem tivi rồi. Lớp chẳng có một bóng người. Nó nhún vai, định bụng sẽ bỏ trở về. Hôm nay rảnh quá hả? Dương cất tiếng. Nó giật mình quay lại, rố mắt ra. Không tưởng rằng Dương lại đi học vào ngày hôm nay. Ngồi ở bàn trên Dương, nó hỏi. Nè, sao mày lại tới đây chứ? Không phải là ngày hôm qua mày cũng đến rất mệt sao? Ừ, dù là mệt thiệt đó, nhưng mà vì một người, tao luôn phải đấu tranh chứ. Dương cười nhạt, nhìn nó với một cái con mắt hy vọng và chan chứa tình cảm sâu đậm, nhẹ nhàng và ân cần. Nó hơi bối rối khi mà bắt gặp được ánh mắt đó. Quân gầm mặt xuống, nó chửa ngượng. À mà diễm phúc quá vậy ta. Được Dương nhà của mình đây quan tâm cơ đó. Dương nghe xong thì hơi thất vọng. Đúng là nó như thế cũng không có thể nào làm cho nó hiểu được tình cảm của Dương bây giờ. Không gian im lặng và u ám. Vài phút giây trôi qua mà không có ai ở trong hai đứa cất lời. Nó thở dài, xách cặp ra về thì bị Dương kéo tuột lại. Trời đã, mày đi đâu vậy chứ? Thì còn đi đâu nữa, dễ. Nó giật tay của mình ra khỏi tay của Dương. Dương cũng lại cầm cặp đi theo nó đến tận nhà xe. Đi chơi cùng với tao nha, đây buồn quá
Dương làm cái giọng buồn thiêu. Nó lắc đầu. Không được đâu, mày đã mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi đó. Với lại giờ để em mà mở cửa cho mày vào chứ. Anh nè, nếu tao nói có thì sao chứ? Dương lấy cái mũ bảo hiểm đội lên, tay lại cắm chìa khóa vào trong, rồi phóng một mạch ra cổng. Nó dắt xe ra sau nói. Nếu thật là thì tao thích đi công viên hơn đó. Nó cười rõ tươi. Dương nhìn nó đến phát cười. Dương không có thể nào hình dung được, trong nó có cái vẻ là người lớn như thế kia, nhưng quá ra lại rất là nhí nhảnh. Tưởng rằng nó sẽ đi câu lạc bộ hay là bar club, nhưng đâu ngờ nó lại chọn đi công viên. Thôi được rồi, vậy thì chúng ta sẽ cùng đi công viên thống nhất nha, Dương đề nghị. Nó liền gật đầu răm rắp. Thế là nó cùng với Dương đi đến công viên thống nhất. Đến nơi, nó hỏi xem đã đến cái giờ mở cửa chưa, thì cái tên bảo vệ hất hàm nói bằng một cái chất giọng kinh bỉ. Chưa đâu, về đi. Mới có mấy giờ thôi mà đã đến đây. Mày nheo rồi, khó chịu. Nó xù mặt xuống. Cái thằng cha nội này đúng là rõ đáng ghét mà. Nó hầm hực đi ra, thì Dương lại níu nó lại. Mày cứ đi đi, cho tao về xử lý. Nói rồi Dương đi xem vào trong. Cái tên bảo vệ tức giận quát tháo Dương một hồi. Dương nói cái gì đó rồi giơ ra một cái tấm thẻ. Cái tên bảo vệ đọc nó một lượt rồi chợt tím mặt, giơ tay về ở cái phía trước mời hắn ta đi. Dương quay lại nháy mắt với nó một cái. Nó chẳng hiểu gì nhưng mà cứ đi theo Dương, dắt xe vào trong bãi. Nó đi ra thì nhìn thấy Dương nói với cái thằng cha bảo vệ kia. Ông mà không trông chừng cái chiếc xe kia. Tay thì chỉ về cái chiếc xe của nó. Thêm cái liệu cái thần hồn của ông đó, nghe chưa? Dạ, cậu chủ cứ yên tâm đi. Chúng tôi sẽ dành riêng một người để trông xe cho cô ấy mà. Tốt. Dương hất mặt qua một bên. Nó tiến đến ở bên Dương, nhăn mặt. Nè, mày làm gì mà quát tháo ông ấy ghê vậy chứ? Nói gì cũng là phải vừa phải thôi chứ. Nó cằn nhằn vì cái thái độ của Dương lúc nãy. Dương chỉ quàng tay qua vai của nó rồi dắt đi. Nè, mày đó, không có cần phải để ý đâu, bởi vì hôm nay chúng ta sẽ chơi cho đã đi. Dương cười tít mắt. Nó đi theo chỉ dẫn của Dương, dừng lại, mắt của nó trố ra. Trước mắt của mình là một cái thế giới thần tiên. Dương ra hiệu cho đám bảo vệ bật công tắc tất cả các trò chơi hoạt động. Nó sửng sốt đứng nhìn vài phút, sau đó là chợt mỉm cười thích thú. Nó chạy lung tung khắp nơi, cái trò nào nó cũng nhìn đến say đắm. Dương nghĩ là mình đã làm cho một điều hạnh phúc cho cậu nhóc của mình rồi. Bất chợt Dương lại cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn cái mức bình thường. Mắt đã ửng lên khi mà nhìn thấy nó tràn ngập ở trong niềm vui hòa cùng với cái ánh nắng ban mai. Trước mắt của Dương giờ đây, nó không có còn là một cậu nhóc hay giận dữ và cộc cằn nữa, mà chính là một thiên sứ. Vẻ đẹp của nó thì không có còn cái thứ gì đẹp hơn. Tất cả những cái thứ tốt đẹp nhất ở trên đời này đều thuộc về nó, từ sắc đẹp cho đến tính cách. Dương nhận ra rằng mình lại càng ngày càng yêu nhóc mất rồi. Dương thật sự đã biết yêu, biết đến tình đơn phương là gì, và biết cảm nhận cái cảm giác khi mà nhìn người yêu mình hạnh phúc là như thế nào. Đến bên đó, Dương khẽ nói. Nè, có cái gì mà làm cho mày vui vậy chứ? Chẳng lẽ đây chính là lần đầu tiên mày đến đây sao? Ừ, có lẽ chính là vậy đó. Nó hồn nhiên trả lời. Dương vẫn đứng phía sau của nó, hơi cúi xuống để ngửi ngửi cái mùi hương ở trên tóc của nó. Tại sao vậy? Dương quay qua hỏi, nhưng vẫn cứ đứng ở sau nó. Ba mẹ của tao luôn là phải đề phòng tao khỏi cái trò chơi đó. Họ nói rằng những cái thứ này nó có rất nhiều vi khuẩn gây hại. Đó đâu phải là cái cách bảo vệ tao đúng không chứ? Nó cười nhạt khi mà cập nhật đến cái vấn đề này. Nè, tại sao lại phải đề phòng chứ? Thì hồi còn bé, sức khỏe của tao rất là yếu đó. Chính xác hơn là đề kháng của tao rất là kém. Họ luôn cách ly tao với thế giới bên ngoài, cho nên dù ngày nào cũng lại đứng ở công viên nhìn bọn trẻ chơi đùa, tao cũng lại cảm thấy rất là vui rồi. Tao luôn ước ao sẽ có một ngày được chơi những cái trò chơi như thế này, nhưng tao lại không nghĩ là ngày hôm nay đó. Nó nói với một chất giọng lạnh nhạt,
và buồn buồn. Dương nghe xong chỉ là muốn ôm chặt lấy nó vào trong lòng để có thể xoa dịu nó. Nhưng Dương đã kiềm chế lại mình và nói với nó: Vậy thì mày cứ chơi cho thoải mái đi. Cả ngày hôm nay chỉ có riêng tao với mày ở đây thôi. Mày nói thật chứ? Mắt của nó sáng lên khi mà nghe như vậy. Dương gật đầu. Nó cười hạnh phúc rồi quay qua. Lại gần các trò chơi nó muốn, Dương cũng chạy theo và hỏi nó muốn chơi cái trò gì. Nó dẫn Dương đi cả ngày trời. Chơi cái trò nào cũng lại cảm thấy nó hét lên kinh sợ. Dương thì lại thấy hay. Tàu cao tốc, tàu lượn, đu quay, cái gì nó cũng chơi thuốc, kể cả bập bên. Nhưng sau tất cả các trò chơi thì lúc nào mắt của nó cũng tím tái, tựa như là muốn gục ngã. Đến quá trưa thì Dương cùng với nó về nhà. Nè, kể ra đi chơi với mày cũng là vui nhỉ. Dương hít thở không khí rồi quay sang nói đó. Hả? Mày bảo sao chứ? Nó làm ngơ. Tâm trí của nó cứ như là ở trên không. Dương dựng xe bên lề trước ngôi nhà của nó. Bây giờ mới có 10 giờ kém thôi, giờ nó còn nhiều thời gian đó. Có còn muốn đi đâu không chứ hả? Dương lấy cái đồng hồ đeo tay, nhấn mày lên. Tao cũng muốn lắm đó, nhưng mà chưa nghĩ ra. Vậy thì mày thường đi đến đâu nhất? Dương đảo mắt nhìn nó đang suy ngẫm hồi lâu. Nó cố gắng xem hồi bé mình thường là trốn bố mẹ của mình đi đâu nhất nhỉ? Lòng mày khẽ nhăn lại, im lặng vài giây. Dương cũng chẳng nói gì. Bỗng nó nói lớn: Có rồi, đi theo tao đi. Nó đạp chân chóng phóng đi. Dương trèo lên trên xe, nổ ga đuổi theo nó. Đi đâu vậy chứ? Đến thì biết. Nó quay sang trả lời Dương. Khuôn mặt của nó lại càng trạng người thêm. Đến nơi nó phanh khít lại. Dương đổ xe, tròn mắt nói: Đây không phải là sân bóng tập bóng rồi hay sao chứ? Muốn xuống xe, Dương cái nó vào trong. Vừa đi nó vừa gật đầu. Đúng, chính là nó đó. Nhưng mà không có phải là sân bóng rổ này đâu. Đi theo tao đi. Nó nắm chặt lấy tay của Dương. Dương rất là bất ngờ. Lần đầu tiên nó nắm lấy tay của Dương. Chưa bao giờ Dương cảm thấy mình bối rối và bồn chồn vui mừng đến như thế này. Bước lên trên 70 bậc thang, Dương thở hổn hển. Nó cứ luôn miệng kêu Dương ngồi dậy, nhưng Dương đã cố hết sức. Mắt đờ đẫn vì bị mồ hôi che khuất đi. Dương mày hỏi nó đã đến nơi hay là chưa. Nó gật đầu nhanh nhẹn. Nè, chỉ còn một tầng nữa thôi là xong rồi. Đủ 70 bậc thang, cố lên nào. Nói rồi nó kéo lấy áo tay của Dương. Rồi Dương đứng dậy. Tuy là không có vững, nhưng là vì nó, Dương sẽ cố gắng. Đến rồi. Dương ngẩng đầu lên. Thật sự là không có biết mình nên đi từ khi nào nữa. Dương há hốc mồm ra. Trước mắt của Dương bây giờ là một quang cảnh hết sức tuyệt đẹp. Vườn cây đâm chồi nảy mầm, dòng sông Hồng chảy qua êm ái. Các tàu bè thuyền trôi nhau, trôi dạt ở trên sông. Cây cầu Long Biên chứa đựng bao con người đi qua mặt sông. Bầu trời trong xanh đến kỳ lạ. Vài ngọn gió khẽ thổi qua kêu rít lên. Có thể nói gần như là trên cao này có thể quan sát tất cả mọi thứ trong thành phố. Dương quay qua nó ngạc nhiên. Sao hả? Đẹp quá có phải không? Đây chính là ban ngày nha. Giờ ban đêm đó hả? Mùa hè lại còn có thêm đốm đốm nữa. Nhìn không khác gì là ở Kagaya đâu. Đẹp lắm. Nó cười lên tự hào cho chiếc lợi phẩm của mình. Chưa mỉm cười. Wow. Đẹp thật đó. Lần đầu tiên đôi đời của tao được nhìn thấy cái cảnh đẹp như vậy. Tao đâu biết là nó ở ngay Việt Nam đâu chứ. Dương mỉm môi thật chặt, đôi mắt không một dứt khỏi nó. Thấy Dương nhìn mình chăm chăm, nó hơi bối rối. Bộ mặt của tao dính lọ. Sao mà mình nhìn tao ghê thế chứ? Nổi rồi, nó đưa tay quệt lên trên má, đồng thời lại quay luôn đi chỗ khác. Dương lắc đầu cười, ngoảnh mặt ra chỗ khác. Dương cười lên. Nè, có muốn xuống kia tập bóng không chứ? Nhưng mà tao không biết chơi. Thôi được rồi, tao chơi với mày, được chứ? Vậy cũng hay đó. Nói với Dương cùng nhau đi xuống. Đến bên một cái sọt, Dương cầm lấy một quả bóng đá cũ kia lên, tung về phía của nó. Nó nhanh tay chụp lấy. Bắt khá đó. Cũng bình thường thôi. Chúng ta đầu tập chứ. Nếu mày cảm thấy được thì giơ bóng đi. Dương gập người, chống tay vào trong đầu gối.
Nó lắc đầu không biết. Dương thở mạnh chán nản, đến bên cạnh nó. Nhìn tao nè. Nói xong, Dương đập cái quả bóng xuống đất, làm cho nó nảy lên, dẫn bóng cho lọt vào trong rổ. Dương nhón chân, nhảy từng một phát lên, ghi một điểm quá dễ dàng. Dù cho nó có cố gắng nhìn Dương tập đến cỡ nào mà không có các cơ bản, cũng như không. Dương biết rằng mình làm như thế cũng không có phải, không thể cho nó hiểu hết được cái môn bóng rổ. Đó, mày vẫn muốn tập chứ? Tao không có tin là mày đủ khả năng đâu. Dương nói với cái giọng buồn bã và cũng có hy vọng. Ờ, được mà. Nè, mày sẽ dạy tao những cái điều cơ bản nhất cho đến khi mà đại học bắt đầu. Vậy thì lưu về ngay nha. Ok. Dương hướng dẫn cho nó những cái điều căn bản nhất, từ cái cách dẫn bóng đến cái cách đưa bóng vào trong rổ rồi chuyển cho người khác. Tập suốt 10, từ 10 hơn đến 2 giờ chiều, cũng đã có tiếp thu được gì đâu chứ. Nó ngồi bệt xuống, Dương thì lại nằm ườn ra. Chẳng có cần biết cái sân này bẩn hay là sạch. Cả hai cùng nhau thở hồng hộc. Dương nhìn lên trên trời, rồi lại quay lại nhìn nó đang thở mệt mỏi. Nè, tao nghĩ là có lẽ mày không thể nào thi đấu được rồi đó. Cái gì chứ? Nó quay sắc phát sang nhìn Dương, kinh ngạc. Đối với cái trình độ bây giờ của mày đó, thì khó mà tập trung cao độ được. Đôi bóng đá mày còn chả ra làm sao nữa mà. Dương chép miệng, tỏ ra cái vẻ thất vọng. Nó lại sốt sắng lên. Không đâu, chắc chắn là tao đây sẽ thành công mà. Dù gì đây cũng là cái lần đầu tiên tao tham dự một giải đấu lớn như thế đó. Nó nói bằng cái chất giọng đầy tự tin và có sức thuyết phục. Nhưng rồi Dương chẳng nói gì, chỉ đứng dậy phủi tay rồi nói. Nè, nếu như mày cố gắng tập á thì đâu đến nỗi đâu chứ. À thôi, đã muộn rồi, về đi, tao lại còn ngủ trưa nữa đó. Dương tiến đến gần mở cửa xác định là sẽ quay xe đi, nhưng mà thấy nó vẫn cứ ở đấy. Dương hỏi dòng dạo. Cậu chưa đi sao? Hai. Nó trả lời, đứng dậy chỉnh lại quần áo. Nó lấy ra xe, sau đó liệp về nhà. Khi mà mở cửa nhà ra, nó phi ngay vào trong bếp, mở cửa tủ đựng mì ra. Nó thấy trống rỗng, không có một gói mì nào còn sót lại ở trong nhà cả. Thế là nó phải vác cái xe cào cào của mình ra chợ để mua vài gói mì. Khi mua xong, nó bất chợt đi qua một cái hàng lưu niệm. Từ đầu nó định sẽ không có vào, nhưng rồi chợt nhớ đến cái thằng Dương. Phải rồi, từ cái đợt mà nó yêu cầu Dương cách xa nó 7 mét cho đến tận bây giờ, Dương luôn chủ động làm theo. Chưa bao giờ nó thấy Dương nghe lời ai đến như thế, kể cả bố mẹ của hắn ta. Đi vào trong cửa hàng trông có vẻ là không có gì sang trọng cho lắm. Đã mắt quanh cửa hàng, nó chán nản lắc đầu. Toàn là thú nhồi bông thôi, rồi nhẫn nhựa, vài cái nến vân vân các thứ lặt vặt của những cái đứa con gái. Cố gắng lướt thêm một vòng nữa, cuối cùng mắt của nó cũng dừng lại ở trước tủ kính chứa những cái con vật hình pha lê. Điều thôi, nó đảo mắt cố gắng tìm xem có cái con vật nào mà mình yêu thích hay là không. Kết quả cô đã tìm thấy rồi. Từ con nào sáng giá lắm, chính là cái con chim cánh cụt. Nó gọi chị bán hàng rồi chỉ xuống cái con chim, thấy vẫn chưa có đủ, nó quyết định mua thêm một con nữa. Đột nhiên nó thấy có một cái con cá heo uống cong mình, trông rất là đẹp. Nó từng ngừng cả một hồi lâu rồi cũng mua được 2 con. Nó xin luôn cả cái dây đeo cổ của cả 2 con vật. Ra khỏi cửa hàng, nó hí hửng với cái món quà ở trong tay, mong là cái lời nói của mình nó có thể tan biến đối với Dương. Có lẽ cái con cá heo này rất giống với Dương, đối với nó là ngu khờ, hiền lành và dịu dàng. Còn đối với Dương, hẳn là cái con chim cánh cụt dễ thương và ngốc nghếch. Nè, ra sang bên phải đi Tỉnh ơi, An hét to. Thằng Tỉnh Tình giáo mắt nhìn chung quanh đề phòng, rồi chạy một mạch đến ở bên khung thành và sút. Nó lao cứ tựa như tên bay đến bắt bóng. Do là lực đá quá mạnh, nó bị bóng vụt mất vào trong bụng. Nó khẽ kêu hử một tiếng. Mọi người định sẽ túm lấy hỏi nó, nhưng mà Dương bảo cứ mặc kệ đi. Thật ra thì cái chuyện này xảy ra giống như cơm bữa vậy. Nó dù cho có bị thương đến mấy, nhưng mà vẫn luôn đấu tranh hết sức mình.
đã mấy ngày trời trôi qua. Đại hội thể dục thể thao của trường cũng đã càng đến gần. Cái môn đầu tiên cũng là môn bóng đá, cho nên nó tập rất là chăm chỉ. Có tiến bộ được đôi chút, hơi vụng về tí, nhưng lại khá thành công. Dương cũng mừng vì cái điều đó. Cả đám đang tập chơi vui thì bọn của 10A8 xuất hiện. À, chăm chỉ quá nhỉ? Thiết Mạnh quay chăm trọng. Dương chỉ cười trừ. Cảm ơn vì đã quá khen, nhưng mà tụi mày không dư thời gian cho con nít đứng đây để làm trò hề đâu. Được thôi. Nè, chúng mày có tập đến khuya đi, cũng để chẳng thắng nổi tụi tao đâu. Thiết Mạnh cười lớn. Cái đám đàn em của chúng cũng cười theo. Vừa lại gần và búng nhẹ vào trong vết thương lần trước đánh nhau với nó. Ui da, thằng trời, đau lắm hả? Đánh như thế này thì còn đâu là nhan sắc nữa chứ. Cẩn thận đó, không thì mất hết hàng ngon đó. Nếu mà hết thật rồi thì tao đây có thể bố thí cho mày vài em hết gơ của Hà Thành đây đó. Dương ghét theo tao quá rồi, tao cũng là không thích đâu. Dương cố tình chen vào nó. Mày, thôi về đi, phắn cho nhanh đi, để nước nó còn trong nữa, để tụi tao lại còn tập nữa, biết chưa? Dương trừng mắt lên nhìn cái tụi Thiết Mạnh. Chúng nó sợ sệt nhưng mà vẫn cứ cố ngoái đầu lại tạo vẻ đầu gấu. Cứ chờ đấy đi, đảm bảo cái ngày hội thể dục tới tao, tao nhất định sẽ thắng tụi mày. Quân tử trang thù 10 năm chưa bổn à? Cái thằng hôm. Dương quay lại về cái vị trí huấn luyện viên. Cả đám trong lớp ca ngợi trầm trồ hắn ta, riêng nó thì lại không. Đúng là trẻ con, đi chấp nhất trẻ con mà. Hôm nay nó cảm thấy rảnh rồi, cho nên đạp xe đến chỗ làm việc. Chị Trang và mọi người vui mừng khi mà nhìn thấy nó trở lại làm việc. Buổi trưa cho nên khách hàng khá là đông, nó luôn tay luôn chân làm việc. Chị Trang thì ngồi thẫn thờ trong xe. Nó thì phải thu dọn cả một cái đống xương sậu, khoai tây, thế mà ghê. Nhưng rồi theo nó nghĩ, sẽ còn đỡ hơn là đi bán hàng, mệt nhọc lắm. Đứng suốt 6 tiếng đồng hồ thì có ma nào mà chịu được chứ. Đến 5 giờ 45 phút khách cứ gần đi hết rồi, cho nên nó cũng được nghỉ đôi chút. Đang thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị đi uống cốc nước lọc thì bỗng nhiên có một cái chiếc môi trường mới cấu đổ ngay ở trước cửa tiệm. Mấy cái cô này ăn xong dắt xe đi ra liền bị chặn lại, tức giận lắm. Mấy nàng ta đành đá định sẽ xong phi ra để chửi thì cái cánh cửa xe mở trượt lên, chiếc giày của hãng Adidas màu trắng bước xuống, tiếp theo là đến cái mái tóc dựng tự nhiên ngó ra. Không có cần phải nói, nhìn cái đầu dựng lên tự nhiên như thế nó cũng biết ngay là hắn ta rồi. Cái ông cụ Dương đây mà. Mấy em định xong phi ra chửi nhưng rồi lại không có thể nào nhúc nhích được, cứ đứng chôn chân ngay tại chỗ im thong thóc. Đã thế hắn lại còn khẽ mỉm cười đều với mấy cái cô nàng đấy, làm cho mấy nàng ta liền bật ngửa ra đằng sau. Đầu thì đập một cái bóp vào trong yên xe. Cảnh tượng này nó không có lấy làm lạ, vì ngày nào con gái trong trường của nó hay là các trường khác chẳng có đứng xếp hàng thành một hàng dài mà là hát ầm ĩ chứ, cứ tựa như là thấy siêu sao Hollywood. Hắn ta bước vào cửa hàng một cách tức là nhẹ nhàng, nhưng mà tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về ở phía hắn ta. Trừ nó, ánh mắt của ai cũng sáng lên cái vần hào quang như thể là gặp được ánh sáng thiên thần. Cho nó lắm ấy, đúng là đáng ghét mà. Hắn ta bước vào trong cửa tiệm, mặt mày nhăn nhó, vuốt tóc dựng lên trên, đảo cái con mắt nhìn qua để nhìn nó, rồi khẽ cười. Tại sao hôm nay lại đến đây vậy chứ? À, không có gì cả thì đến đây không được sao? Nó trả lời cộc lốc, chưa chỉ cười khi. Chả sao cả, chỉ là hôm nay có dạ hứng qua đây cho nên gặp mày đây thôi. Trùng hợp quá ha, đúng là phiền phức mà. Nó quay lưng vào trong dọn dẹp, hắn ta không nói gì, đi ra ngồi một bàn ở trong góc khuất, rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài thành phố. Không gian im lặng hẳn khi mà hắn ta bước vào. Hắn ta không gọi món ăn, cũng là chẳng uống nước.
chỉ nhìn mọi thứ thật là nhẹ nhàng. Nó vẫn cứ luôn tay làm, còn 15 phút nữa mới hết giờ của nó mà. Nhưng rồi nó đâu biết, trong suốt 15 phút đó, đối với Dương mọi thứ tự như tối sầm đi. Chỉ có nó là có thể phát sáng mọi vật. Dương tự như mở mắt đi vì nó, vì tình yêu dành cho nó. Dương dường như quên mất đi chính mình khi ở bên cạnh nó. Dương thở dài cho mình. Đôi khi hắn ta lại tự hỏi, tại sao mình đây lại đâm đầu vào yêu cái tình huống này nhỉ? Cái câu hỏi của hắn ta đến bây giờ vẫn chưa có câu trả lời. Nhìn hình dáng nhỏ bé mà lại mạnh mẽ của nó di chuyển nhanh nhẹn, Dương mỉm cười thật nhẹ. Thật buồn cười quá đi. 6 giờ hơn, nó thay vào đồ để có thể đổi ca. Vác cái cặp sổ xề của mình ra ngoài cửa tiệm, ngoảnh lại nhìn, nó thấy Dương vẫn cứ lặng lặng nhìn theo ở phía sau của mình. Hắn ta giật cô giật mình ư? Nó nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn hắn ta. Rồi nó thực chậm rãi bước đến, lấy xe, dù là biết ở đằng sau của mình vẫn có ánh mắt dõi theo ở phía sau. Về đến nhà, nó vứt phịch cái chiếc cặp xuống giường. Anh Phong chạy lên gọi nó xuống ăn cơm. Nó vâng dạ vài câu. Bật dậy, nó moi ở trong túi ra một sợi dây chuyền. Nó giơ ra ở trước mặt. Phải làm gì bây giờ chứ? Muốn làm quà của hắn ta quá đi. Nó đặt tay lên trên trán của mình để suy nghĩ. Sắp đến cái ngày đại hội thể thao rồi. Làm sao để giao quà đây chứ? Hay là để sao vậy? Miên man một hồi, nó cuối cùng cũng đã quyết định để sau vậy. Sau 2 ngày tập tành siêng năng, nó đã nắm bắt được cái nội dung và quy định của bóng đá. Trình độ của nó cũng đã được nâng cấp lên một chút xíu nữa. Cho nên ngày hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên của các lớp thi cái môn bóng đá. Cả đám đến xem cái lịch thi đấu vào mấy giờ. Nhưng mà lạ quá, có một cái lớp đó và cái lớp thần kinh là đấu với nhau. Tại sao chẳng có lớp khác nào vậy ta? Nó tò mò đi hỏi các lớp khác đang đứng tại đó. Nè, mấy bạn à, tại sao bóng đá là cái môn yêu thích mà chỉ có 2 lớp tham gia vậy chứ? Nè, cậu chính là cái lớp tham gia với cái lớp 18 đó hả? Mấy cô nhóc dễ thương ở lớp kế bên. Nè, mấy cô nhóc lớp kế bên tôi lại trộn mắt ngạc nhiên khi mà nó gật đầu. Mấy nàng ta mặt tái mét nhìn nó rồi lắp bắp. Nè cậu phải nên cẩn thận đó, bọn nó chơi dơ lắm, nhưng rồi lại khá ngang tàn. Nghe mấy cô nàng ta nói như vậy, nó hơi rung lên, nhưng vì lớp cho nên nó gạt bỏ đi mọi suy nghĩ mông lung về cái bọn lớp 10A8. Nó tung tăng vào trong phòng thay đồ, mở cửa ra, cả một lũ con trai ngồi trong đấy. Nó chột dạ té ra bên ngoài thì mình lên tiếng. Vào đi, cãi cái gì chứ, mày đúng là hâm mà. Nè, nhưng mà tao đây là không quen thay đầu ở trước mặt của mọi người ta, chứ mày thông cảm cho tao nha. Nói rồi nó chuồn thẳng. Đúng là ghét thiệt mà, thay đồ ở trước bao nhiêu người này. Nó khó chịu đến bỏ sự. Tốt nhất chính là không có nên vào thì sẽ đẹp hơn. Chờ khoảng 30 phút sau, nó mới thấy bọn họ đi ra. Ai trông cũng là bảnh trai sáng suốt ghê nơi. Nó lầm lũi bỏ vào trong phòng, cởi đồ ra. Nó tay thật nhanh vì sợ có người sẽ nhìn trộm. Nó chỉnh tề quần áo rồi bước ra ngoài. Một đống người quay lại nhìn nó với một ánh mắt mê mẩn, thèm khát và ngưỡng mộ nhan sắc có 102 của tụi nó. Sau cái màn chào hỏi cộng thêm với hội ý với nhau, cả đám quay ra sân thi đấu. Đứa nào cũng hồi hộp như nhau. Đặc biệt nhất chính là nó. Nó mà có xảy ra cơ nhỡ gì thì chắc nó... Nó lắc đầu cho suy nghĩ vớ vẩn của mình. Thở vào trấn an, nó khởi động lại cơ thể, sau đó vào cái vị trí thi đấu. Trọng tài thỏ kêu, cò kêu bếp một tiếng. Bọn của lớp 10A8 chạy thật nhanh để giật bóng, chung chuyền cho nhau khá là chuyên nghiệp. Nhưng rồi đến nửa chừng thì lại bị Dương cướp lại bóng và cười gian. Nhưng chưa có được bao lâu, một cái thằng lớp 10A8 chạy lại và ngắn chân của thằng mình cướp bóng. Thằng mình ngã nhào đau đớn, vẫn cứ cố gượng dậy thi đấu. Đến khung thành, nó cúi thấp người chuẩn bị chụp bóng thì có 3 bóng tên của lớp 10A8 chạy lại và dùng tay đấm thẳng vào trong bụng của nó. Còn cái thằng kia
thì sút thẳng vào trong gồm. Nó ôm bụng, nhăn nhó mặt, trọng tài thổi còi, giơ cao thế vàng lên, cả bọn sững sờ. Nè, thế mà cũng chỉ được cái thẻ vàng thôi á? Phản đối! Khán giả lên tiếng phản đối, nhưng mà trọng tài chỉ cái lắc đầu mà thôi. Hiểu rồi. Thì ra trước khi vào trận đấu này, bọn của lớp 10A8 đã lặng lẽ đút lót trọng tài. Và giờ đây thì tiếp tục những cái phút giây thi đấu kế tiếp theo, chúng vẫn cứ là chơi ăn bận. Dù đã bị trọng tài cho thẻ vàng lần lượt, nhưng mà vẫn không có chừa. Chúng nó ấm ức lắm. Tỷ số bây giờ đây đã là 7-0 rồi. Nhất là nó bị cái tên Thiết Mạnh chơi khăm, hắn ta cười điệu mà liếc xéo nó. Tao đã nói rồi mà không nghe, tụi mày không thắng được đâu. Hắn ta vênh mặt lên, nó phát tức. Được lắm, thua câu này bày câu khác. Giới hạn tức của con người có dạng đó. Tao sẽ trừng trị cho mày thích đáng. Nghĩ là làm. Nó chờ cho cái lớp 10A8 sút đến gôn. Điếc nhìn đồng hồ, 4 giờ cuối cùng. Nó quay qua nhìn cái thằng Thiết Mạnh đang chạy lại ở phía mình. Nó biết như thế nào cũng sẽ có 3 cái thằng đến chặn lại, cho nên nó xông phi ra đẩy ngã 3 cái thằng còn lại. Nó lao như điên đến cái chỗ của Thiết Mạnh và Thiết Mạnh kêu lên, miệng há hốc. Mọi người trợn mắt, phong mắt nhìn nó. Thiết Mạnh nằm sõng soài ở trên đất và kêu, Nó dám đá vào cái chỗ Thiết Mạnh hét lên. Nó nhìn Thiết Mạnh mà thở phì phò, hả hê cười. Đội y tế đặt Thiết Mạnh lên trên giường kiêng đi, nhưng mà hắn ta vẫn cứ cố gắng nói, mày nhớ đó, tao sẽ Đáng đời lắm. Nó cười hả lòng hả dạ. Tụi bạn chạy lại hỏi, mày có sao không lông? Hơi hấn gì chứ? Xử lý cái tên ấy một trận chính là tao sướng rồi. Đúng là đồ hâm mà. Mày đó, chơi nó quá rồi đó, lại còn đá vào cái chỗ ấy của nó nữa chứ. Thì sao nào, đá được tên đó mà. Nó hứ một cái rồi quay lưng bỏ đi ở trong cái niềm vui sướng. Theo với nhà trường thông báo thì khoảng 9 ngày nữa sẽ diễn ra cái trận bóng rổ. Mà lạ ghê ta, cái trò nào lúc đó tham gia cũng là cảm thấy có mặt của cái bọn 10A8 ló dạng ra đến phát tức mà. Lại thi đấu với cái bọn thần kinh đấy đến rung rinh. Thế nào các lớp khác cũng là công đường mà chạy thẳng cẳng cho mà xem, y như rằng cái bọn của khối 10-12 lại chạy mất dép. Tụi nó lại rụng rịnh mà xách cặp đến bên Starbucks để chờ cái tuyến để đi về phía lĩnh Nam. Mỗi đứa cầm theo một quả bóng rổ màu vàng đến sân tập, trước tiên là khởi động, sau đó là vào bò giảng của Dương. Đập bóng, dựng bóng, động tác đưa bóng vào trong rổ và chuyền bóng, tất cả những cái lý thuyết cần phải biết đều được Dương nói rất là cặn kẽ. Và cả lớp bắt đầu tập dượt. Tuy rằng nó đã có được những cái căn bản trước, nhưng cho đến bây giờ đây nó vẫn chưa áp dụng vào trong lúc chơi được. Ai ở trong lớp cũng là điều rất tiến bộ trong vài ngày gần đây, chỉ có nó là chưa. Tập đến cỡ nào nó vẫn cứ là như thế. Dương thì cảm thấy hơi nản. Chỉ còn có 5 ngày nữa thôi là đã thi đấu rồi, chẳng hiểu làm cách nào để có thể giúp cho nó nâng cao cái trình độ này nữa đây. Dương vò đầu của mình, nhăn mày lại mà nhìn nó tập với lũ bạn của mình. Hay là cho nó làm dự bị ta? Không, làm như thế là không được rồi. Nhưng mà vấn đề chính là, Dương rút nhẹ cầm của mình, suy nghĩ cả một hồi lâu. Long à, đứng đúng 7 mét, nói chuyện này với tao đi. Long chạy lại, nhưng mà vẫn giữ khoảng cách đúng 7 mét, mặc dù là hơi điên tiết lên. Chuyện gì chứ? Nó hỏi một câu cục lốc. Thì là cái chuyện đại hội thể dục thể thao đó. Thì sao nào? Nó cho mày. Tao đang nghĩ là có nên cho mày ngồi cái dự bị hay là không đó. Dương nói mà trong lòng đau nhức, mặt cúi gầm xuống chờ những cái tiếng chửi thề của nó. 3 phút trôi qua, nó vẫn cứ im lặng, chỉ đưa mắt nhìn Dương. Sau đó, sau 3 phút, đó chính là tiếng thở dài. Nó quay lưng đi, nhưng rồi lại không có quên nó một câu. Tụi mày thôi. Long à,
đã là cái đêm thứ 6 rồi, còn 3 ngày nữa thôi mà vẫn chưa có thấy nó có phản ứng hay là phản đối gì về cái việc ngồi cái dự bị cả. Nó chỉ im lặng mà luyện tập, ít giao tiếp với Dương hơn. Thế mà Dương cứ nghĩ rằng nó giận mình, cố gắng đi theo phía sau để có thể tìm cơ hội xin lỗi nó. Nhưng rồi nó đều lẩn tránh và Dương hoàn toàn thất bại. Thật là khổ thân cái thằng bé mà. Có vẻ giống như là nó giận Dương thật rồi. Dương nhìn ra ở phía cửa sổ, ngoài trời thì đang mưa lâm râm. Chẳng hiểu tại sao ngày hôm nay lại mưa được nhỉ. Đang ngồi bấm máy nhắn tin đối với cái con người yêu hờ, Dương bật dậy rồi nhanh chóng. Hắn ta chợt nhớ ra mình để quên cái áo khoác đồng phục của mình ở sân tập rồi. Hắn mở gara cho ô tô ra bên ngoài rồi phóng đi. Hắn ta với cái ô mở cửa xe ra rồi bước vào trong sân tập. Ủa, đèn dây mở mà ta, chẳng lẽ có trộm sao? Hắn đẩy nhẹ cửa sân, nhún chân bước vào, giật mình khi nhìn thấy một bóng người. Hắn ta núp sau một cái cục gần đấy, lặng lẽ để quan sát. Là Long Sơn. Hắn tròn mắt, lấy tay bịt lại miệng trước khi bà hét toáng lên cái tên của nó. Chưa khỏi bàng hoàng, nhưng mà sự thật vẫn cứ là sự thật. Nó đang di chuyển một cách thật là nhanh nhẹn nhất mà Dương chưa từng biết. Tất cả đều được nó thực hiện rất là chuyên nghiệp. Có khi lại còn hơn cả Dương cũng nên. Dương cũng đã không có thể nào mà ngờ được nó có thể. Trong lòng của Dương bây giờ chắc là đang thầm hâm mộ về cái ý chí vượt khó của nó mất thôi. Kim dài chỉ đúng 11 giờ đêm, nó ngưng tập, chạy lại đến cái máy hiên, mặt quên hốt quảng. Mưa từ hồi nào vậy trời? Thôi chết cha rồi, ướt hết rồi. Nó gào lên. Dương suốt thì té nhau ở trước cái câu nói của nó. Làm sao vậy chứ? Mày tập quá mày điên chứ? Thôi chết rồi, thế này thì làm sao mày thi đấu được đây? Nè, làm sao mày thi đấu không được đây? Dương lo lắng. Thôi về thôi, không Tịnh Phong mắng cho đó. Nó xách cặp rồi lượm bỏ đi thật nhanh qua cái màn mưa về phía xe bus. Dương nhanh chóng lấy cái áo khoác đồng phục rồi bước theo nó. Rõ là điên mà, 11 giờ đêm thì làm gì có xe bus cơ chứ. Nếu mà hắn ta không để quên cái áo khoác thì chắc là giờ này nó phải cuốc bộ về nhà mất thôi. 4 cây số chứ ít ỏi gì đâu. Dương mở cửa xe và lái xe về cái phía nó đang đứng trung cầm cập. Thấy được ánh đèn chiếu về ở phía mình, nó lấy tay che mắt đi và liếc nhìn cái chiếc xe màu trắng bạc đấy đổ ở trước mặt của nó. Dương thò đầu ra cửa. Lên đi, mưa to lắm đó. Nhưng mà lên nhanh đi, Dương thúc giục. Nó nhanh chóng mở cửa và chui vào bên trong. Dương bật đèn với tay lấy cái chiếc khăn đằng sau của ghế đưa cho nó, nhận lấy từ Dương. Miệng của nó đi nhà lý nhí. Cảm ơn nha. Dương làm ngơ giống như là chưa có từng nghe thấy lời nó nói, lặng lẽ lái xe chở nó về. Suốt ở trên đường, Dương chỉ thấy nó thở mạnh cộng với cái gương mặt đỏ gay. Dương nghĩ rằng chắc nó đã mệt quá cho nên mới có cái biểu hiện như vậy thôi. Nhưng mà thực sự Dương đã lầm rồi. Sau khi về đến nhà mình, nó bắt đầu lăn ra ốm. Anh Phong không có mắng, ngược lại lại còn phải chăm cho nó cả một đêm mà nhiệt độ vẫn không có thuyên giảm đi. Hôm sau, Dương ung dung bước vào lớp, thấy nó vẫn cứ chưa có đến. Dương liền lập tức mà hỏi mình. Nè, lâu đâu rồi? Mấy giờ rồi mà sao chưa đến chứ?